cô nàng này là gia sư của cậu ấm nhà tài phiệt. Nhân lúc cậu ấm vừa tắm xong còn chưa kịp nằm nghiêng ráo nước thì cô nàng đã chạy vào. Trên tấm thân chàng chỉ quấn nhõn chiếc khăn piêu làm cô nàng ngại ngùng giả vờ che mắt. Không biết vô tình hay cố ý cô kéo tụt mảnh khăn cuối cùng trên người chàng. Vậy là sau 20 cái mùa thu Hà Nội thì hôm nay nàng đã được một phen rửa mắt đáng đồng tiền, không hổ danh là hào quang nữ chính. Vô dĩ chẳng có gì to tát nhưng vì cái ngàn vàng cậu giữ bấy lâu nay đã bị mất nên anh yêu cầu nàng phải chịu trách nhiệm với đời trai của mình. Tập đoàn nhà Long Thị là tập đoàn lớn nhất của Trung Quốc lúc bấy giờ. Họ cho xây dựng một ngôi trường vô cùng nổi tiếng tên là Bổn Thừa và trường này luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng châu Á. Ngày hôm nay nữ chính của chúng ta tên là Trương Tĩnh Mỹ sẽ chính thức tới nhập học tại ngôi trường này. Vốn là một cô nàng xinh đẹp trí tuệ hơn người vậy nhưng 18 mùa trăng ả vẫn chưa được cầm tay ai. Ngày hôm nay đứng tại sân trường danh giá này, cô nàng không khỏi tự hào giơ máy lên selfie một tấm hình flex chơi chơi. Thấy mọi người đang tập trung một chỗ hóng hớt gì chuyện gì đó, thì ra có một cô gái đang đứng trên đài tỏ tình với chàng trai tên là Long Nhật Nhất. Bỗng một cô gái xinh đẹp không kém nữ chính tên là Hàn Chi Hà đi tới dẹp loạn chỗ này. Cô khẳng định chỉ có bản thân mình mới xứng tầm làm bạn gái của Long Nhật Nhất, những người còn lại không có đủ trình để lọt vào mắt xanh Long thiếu nhà tôi. Lúc này một con xe đỏ oách select tiến vào sân trường thu hút sự chú ý của đám đông. Một anh chàng áo đỏ với chỏm tóc xanh bước xuống oai phong lẫm liệt sải bước đi tới. À thì ra anh chàng này chính là Long thiếu trong truyền thuyết. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, anh chàng đã được định sẵn là người thừa kế tập đoàn Long Thị. Anh có trí nhớ siêu phàm nhưng thành tích học tập trên trường thì không có để kể. Biệt danh của anh chàng là thần xe núi Lam Khê. Bên cạnh anh còn có hai người bạn thân tên là Mặc Ngư và Vi Ngư hậu thuẫn. Thấy Long Nhất đi tới, cô nàng lúc nãy liền chạy tới bày tỏ sự ái mộ của mình với anh chàng. Tuy nhiên đẹp trai thì thường đi đôi với kiêu hãnh. Anh ta trực tiếp lấy tay đẩy cô nàng ra rồi vội vàng lấy khăn lau tay. Tĩnh Mỹ đứng một bên thấy quá ngứa mắt liền đứng ra thay mặt bạn học mắng Long Nhất một trận. Tuy nhiên cô nàng lúc nãy đã bị vẻ đẹp trẻ trâu của anh chàng làm cho mờ con mắt. Tĩnh Mỹ bất lực vì độ mê trai này nên cũng quay mông bỏ đi chả thèm quan tâm nữa. Cô nàng vào phòng thầy giáo lấy thông báo nhập học. Thì đúng lúc này Long Nhất bước vào đập bàn thắc mắc với thầy tại sao mình vẫn ở lại năm nhất. Thầy giáo kiên nhẫn giải thích rằng mỗi kỳ cậu chỉ đi học đúng 3 buổi. Chưa bị đuổi học cũng vì nhân nhượng cho cậu rằng ngôi trường này của tập đoàn Long Thị. Vậy nhưng cậu ta vẫn coi trời bằng vung chẳng coi ai ra gì, sẵn bực tức liền xé bỏ tờ giấy nhập học của Tĩnh Mỹ. Điều này khiến cô nàng rất tức giận, bắt đầu lớn tiếng quát đòi cậu ta xin lỗi thầy chủ nhiệm. Tĩnh Mỹ không biết ra thế của Long Nhất lên cô rất mạnh miệng. Còn thầy giáo đứng một bên thì cũng phải rén vài phần vì trường này là do nhà Long Thị mở. Hai cậu bạn cũng há hốc mồm vì độ bá đạo của cô nàng. Lát sau vào lớp học, thầy giáo giới thiệu Tĩnh Mỹ với cả lớp và cô nàng nhanh chóng làm quen với cô bạn tỏ tình lúc nãy tên là Băng Băng. Về tới nhà, gia đình Tĩnh Mỹ rất tự hào về đứa con gái này vì vào được ngôi trường Bổn Thừa quả không dễ dàng gì. Đối với người cha, việc học hành luôn là trên hết, ông muốn con gái tập trung học để lấy tấm bằng danh giá của trường. Còn người mẹ suy nghĩ đơn giản, con gái chỉ cần lấy đại gia là có thể hưởng phúc sung sướng rồi. Hơn nữa bà còn thay mặt con gái ký hợp đồng của tạp chí Lady để lấy tiền trang trải cuộc sống. Từ giờ Tĩnh Mỹ bước chân ra khỏi cửa nhà là sẽ phải thể hiện làm con gái thục nữ dịu dàng nết na, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng và phải bồi thường 500 vạn tệ. Nói xong ba người quay mông đi để lại Tĩnh Mỹ với vẻ mặt vô cùng đau khổ. Trải qua một ngày không thể tệ hơn, cuối cùng cô nàng cũng có thể thư giãn một chút. Gần đây cô hay tâm sự trò chuyện với một người bạn qua mạng khiến cô rất vui. Anh chàng này tên là Thuần Hy và hai người đã hẹn gặp mặt nhau vào tuần sau. Ngồi trong khuôn viên trường, Tĩnh Mỹ định há miệng ngoạm một miếng bánh mì to trà bá thì chợt nhớ ra bản hợp đồng thục nữ kia. Thế là cô nàng ngậm ngùi khép miệng và đành giả bộ lôi một cuốn sách ra đọc. Bất chợt chiếc xe đáng ghét của Long Nhất gây tiếng ồn nơi công cộng. Cô nàng tức mình đi tới nhắc nhở và có nói qua lại vài câu. Cô còn không quên chê chiếc xe làm ô nhiễm thị giác và là vật thừa thãi trong Bổn Thừa. Thiếu gia nhà ta lần đầu tiên bị có người chê nên nuốt cục tức không thể trôi. Anh hứa sẽ dạy cho Tĩnh Mỹ một bài học đáng nhớ. Ngày hôm sau trong giờ giải lao, Long Nhất đã đích thân tới lớp cô và gửi thư khiêu chiến. Hơn nữa trên bàn cô còn có người cố ý để lại một hộp quà đầu quỷ khiến bạn học hét lên vì sợ. Tĩnh Mỹ vốn biết đó là giả nhưng cũng phải giả vờ hét lên bày tỏ tính thục nữ yếu đuối của con gái. Sắp tới tiết thể dục nhưng khi cô nàng đang cất đồ thì đã bị các bạn học tạt nước và tạt bột mì vào người. Bất đắc dĩ Tĩnh Mỹ phải đi thay đồ khác, vậy nên mới vào lớp trễ. Thầy giáo không nghe giải thích phạt cô nàng chạy 5 vòng sân. Mấy đứa lúc nãy bắt nạt Tĩnh Mỹ chứng kiến cảnh này thì cười rất hả hê. Vì cô nàng phải mang giày ra chạy bộ nên đã bị trầy hết chân, phải đến phòng y tế. Lúc này ngồi nhớ lại những lần mình bị bắt nạt, cô mới dần hiểu ra vấn đề. Thư khiêu chiến mà Long Nhất nói chính là bị fan của anh ta bắt nạt. Tiểu Mỹ tự nhủ trong lòng rằng Long Nhật Nhất anh tới số rồi. Cô nàng hùng hổ chạy đi tìm Long Nhật Nhất, vốn định dạy dỗ cho hắn ta một trận. Nhưng vì hình tượng thục nữ nên cô đành cắn răng chủ động đòi bắt tay giảng hòa với hắn ta. Tuy nhiên với một đại thiếu gia hống hách như hắn ta thì ai đời lại chịu làm hòa với cô cơ chứ. Tĩnh Mỹ sau đó ngồi trong thư viện làm bài tập nhưng lúc này lại bị hai người đệ của Long Nhất cướp máy tính. Mà tất cả những chuyện này đều do Long Nhật Nhất đứng sau giật dây. Lúc này anh chàng mới đưa ra tờ hiệp ước chủ tớ buộc cô nàng phải trở thành người hầu của mình và phải tuân thủ nội quy anh đưa ra. Nghĩ đến việc công sinh dưỡng thành của cha mẹ, cô đành ngậm ngùi chấp nhận hiệp ước này. Ngày hôm sau, chuỗi ngày ác mộng của cô đã đến. Long Nhật nhắn cô phải mang cuộn giấy vệ sinh lên phòng vệ sinh nam ở lầu 3. Bất đắc dĩ cô nàng ngậm ngùi làm theo nhưng không ngờ cảnh này đã bị hai tên đệ của hắn quay lại hết. Họ còn đe dọa sau này mà không nghe lời thì video sẽ được phát tán lên mạng cho toàn dân thiên hạ xem.
Ngày hôm sau khi cả lớp đang học môn võ thì Long Nhất giao cho cô nhiệm vụ hết sức oái oăm, đó là nhổ được một sợi tóc trên đầu của thầy giáo Thiết Giáp. Đúng là được nước làm tới quá đáng hết sức. Bất đắc dĩ cô đành xung phong khiêu chiến với thầy giáo. Trong lúc khiêu chiến cô nhanh chóng nhổ một cọng tóc khiến thầy giáo đau đớn ôm đầu. Sau chuỗi ngày mệt mỏi, cô nàng trở về nhà với tâm trạng vô cùng bực bội. Nhưng khi tin nhắn của Thuần Hy nhắn tới thì cô liền thay đổi tâm trạng vui vẻ liền. Cả hai quyết định hẹn gặp nhau vào buổi trưa thứ bảy ở hiệu sách. Từ ngày Long Nhất xuất hiện trong cuộc sống của cô thì quả thật không khác gì địa ngục trần gian. Mới sáng sớm các thiếu gia đã bắt cô chạy đi mua latte mới chịu. Cô nàng phải chạy 5 lần 7 lượt đi mua cà phê vì lần nào cũng chẳng vừa ý bọn họ. Lúc thì nguội quá, lúc thì đắng, lúc thì ngọt, rồi caramel của tôi đâu. Để đối phó với mấy con người này, cô đã mang tất cả nguyên liệu về để cho họ tự điều chỉnh. Lúc chuẩn bị rời đi thì cô nàng lại bị Long Nhất sai chép tiểu thuyết. Cô nhận lời và viết một cách rất vui vẻ. Nhưng khi bài viết của anh ta được cô giáo đọc trước lớp thì cả lớp được trận cười đau bụng. Long Nhật Nhất bị bẽ mặt nên vô cùng tức tối, còn Tĩnh Mỹ chơi hắn được một vố nên rất hả dạ. Ngay khi tiết học kết thúc thì trên TV đã chiếu hình ảnh của Long Nhật Nhất. Anh cảnh cáo Tĩnh Mỹ vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định của anh ta. Tôi cho cậu 60 giây để đến chỗ tôi, nếu như không đến kịp thì cậu sẽ biết tay tôi. Nghe đến đây cuối cùng Tĩnh Mỹ cũng biết sợ, cô nàng dùng hết sức bình sinh nhanh chóng chạy đến chỗ của Long Nhật Nhất. Cô nàng vừa đến đã nhận được nhiệm vụ đi mua sushi. Quán ăn Nhật Bản này mỗi ngày chỉ tiếp 8 vị khách. Quán được xây dựng vô cùng kín đáo nên rất khó tìm, cô nàng chỉ có 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ. Rất may là cô nàng đã tìm thấy quán và mua được sushi. Tuy nhiên vừa bước ra cửa thì cô nàng bị một chiếc xe đạp tông vào. Chân bị trầy và sushi cũng đã rơi tứ tung trên đất, thế là cô nàng liền nhặt lại cẩn thận để lại trên đĩa. Thấy cô nàng bị thương nên anh chàng đã cẩn thận dán băng cá nhân vào. Thấy anh ta quan tâm mình như vậy, cô nàng cũng không muốn trả thù nữa. Cô nàng liền giành lấy sushi đã rơi xuống đất cho một chú cún gần đó ăn. Khi cô nàng trở về lớp học, Hàn Chi Hà đã phát hiện trên chân bạn học là băng cá nhân Long Thiếu dùng. Thế là cô ta liền đạp ghế cảnh cáo Tĩnh Mỹ tránh xa Long Thiếu của mình. Đang định ra tay đánh học bá thì rất may thầy giáo đã bước vào lớp học. Vừa tan học Chi Hà lại tiếp tục đến gây chuyện. Thế là hai nhân cách của cô nàng liền đấu tranh, một bên là hình tượng idol Venus Girl, còn một bên thôi thúc cô phản kháng, dù gì cô nàng cũng là đai taekwondo. Rất may trong lúc sắp bị đánh thì Nam Thần đã kịp thời xuất hiện bảo vệ Tĩnh Mỹ. Trong mắt Long Thiếu tràn ngập sự chán ghét Chi Hà. Long Nhật Nhất khẳng định Tĩnh Mỹ là người của mình, chỉ có mình mới có quyền bắt nạt. Anh chàng còn cởi chiếc áo khoác của mình che lại cho cô nàng Tĩnh Mỹ. Tĩnh Mỹ cũng bắt đầu có chút rung động với sự quan tâm của Nhật Nhất. Hôm sau Tĩnh Mỹ chuẩn bị đến buổi hẹn với Thuần Hy thì bị cậu em trai phát hiện. Cô nàng đã bỏ ra số tiền khá lớn để bịt miệng cậu em. Vừa bước ra đến cổng thì cô nàng lại bị Long Thiếu đưa lên xe. Anh chàng đã chọn rất nhiều bộ đồ khác nhau để cô nàng thử. Cô nàng quá nóng lòng gặp bạn trên mạng nên đã đổi điểm hẹn sang quán cà phê trong trung tâm mua sắm. Thử hết bộ này đến bộ khác nhưng chẳng có bộ nào vừa mắt Long Thiếu. Nhân lúc anh ta không để ý, cô nàng đã lén lút chạy xuống tầng gặp Thuần Hy. Lần đầu gặp mặt, cô nàng đã nhận được một bức vẽ chính mình do Thuần Hy tưởng tượng. Cùng với khuôn mặt đẹp trai và sự dịu dàng đã khiến cô nàng rung động. Cứ thế cô nàng lại phải lén lút chạy lên chạy xuống giữa hai người đàn ông. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma, lần cuối cùng cô nàng cũng đã bị Long Nhật Nhất phát hiện. Thật trùng hợp là cả hai người đàn ông này lại quen nhau. Tai nghe không bằng mắt thấy, Thuần Hy bây giờ mới nhận ra ác Long mà ngày đêm Tĩnh Mỹ hay kể lại chính là người mình quen biết. Lần đầu gặp mặt đã gặp phải phiền toái lớn, thế là Thuần Hy lại hẹn lần sau sẽ tiếp tục trò chuyện cùng cô nàng lâu hơn. Về đến nhà, cô nàng rất lo sợ hình tượng thục nữ của mình trong mắt Thuần Hy bị sụp đổ. Tuy nhiên khi anh chàng nhắn tin đến, cô nàng lại rất vui. Vui nhất là khi anh đã không để bụng chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cháu trai đã ở lại lớp nhiều năm khiến ông nội vô cùng lo lắng. Thế là ông liền quyết định sẽ thuê gia sư về kèm cháu trai một cách đàng hoàng. Không phải để ông nội hao tổn sức lực, cậu đã đề nghị sẽ chọn Tĩnh Mỹ làm gia sư cho mình. Hôm sau anh chàng lại mang đến hợp đồng dạy kèm nhưng bị cô nàng từ chối. Là chủ nhân nên tất nhiên Long Thiếu không cho phép cô nàng từ chối. Anh chàng còn ra lệnh cô nàng không được tự tiện gặp Kim Thuần Hy. Về đến nhà, cô nàng liền than thở về việc làm gia sư cho Long Nhật Nhất. Người cha không muốn cô nàng phải gượng ép bản thân làm những điều mình không thích. Cậu em trai lại vì 1.000 tiền lương kia nên rất ủng hộ cô chị đi dạy thêm. Người mẹ thì mơ mộng nhiều hơn, bà muốn nhân cơ hội này con gái thân thiết với Long Thiếu gia để có cơ hội bước vào hàng môn. Thấy người cha bị mẹ la mắng vì không làm ra nhiều tiền nên cô nàng đã quyết định nhận công việc bán thời gian này. Nghe vậy người mẹ liền thay đổi thái độ, khuôn mặt cũng trở nên rạng rỡ hơn. Hôm sau cô nàng đã đến nhà và gặp chú Lê. Cô nàng rất thắc mắc tại sao một người mẹ dịu dàng như dì Long lại đẻ ra một tên ma vương hỗn hào như Long Nhật Nhất. Vừa bước vào phòng sách, cô nàng đã nhìn thấy một quyển sách tuyệt bản. Đúng lúc cô nàng định với lấy thì Long Thiếu đã nhanh tay lấy nhanh hơn. Thấy cô nàng thích quyển sách này nên anh đã trêu chọc một hồi rồi vứt ra ngoài cửa sổ. Thấy thế cô nàng liền mắng anh, ngoài bản thân anh ra những thứ khác đối với anh đều không đáng một đồng sao. Anh chàng nghe câu này liền bắt cô hãy xin lỗi mình, cuốn sách anh vẫn cầm trên tay chứ không hề bị vứt đi. Thấy mình đã quá đáng thật sự nên cô nàng đã nói xin lỗi khiến anh rất vui. Buổi học đầu tiên chưa học được gì đã kết thúc vì anh không có tâm trạng học tiếp. Thấy Tĩnh Mỹ được Long Thiếu quan tâm như vậy nên Hàn Chi Hà rất ghen tị. Thế là cô ta nhân lúc Băng Băng và Tĩnh Mỹ ra ngoài đã bỏ thuốc sổ vào ly nước của Tĩnh Mỹ. Tuy nhiên người bị đau bụng lại chính là cô nàng tiểu thư gian xảo kia. Hóa ra Băng Băng đã nghe lén được kế hoạch của Chi Hà. Nhân lúc lớp không có ai đã trao đổi ly nước của Tĩnh Mỹ và Chi Hà.
nhận được cuộc hẹn của Thuần Hy càng khiến tâm trạng của Tĩnh Mỹ tốt hơn rất nhiều. Dưới ánh nến lãng mạn, anh đã tự tay chuẩn bị món bít tết cho cô nàng. Ở đây cô nàng lại biết thêm một bí mật về Long Nhật Nhất. Vì lúc nhỏ Thuần Hy được mẹ cho mặc váy nên đã bị Nhật Nhất tưởng nhầm là con gái mà theo đuổi rất lâu. Thấy cô nàng hứng thú với bức ảnh mà mình mặc váy được Long Nhật Nhất cầm tay nên anh đã tặng cô bức hình đó làm kỷ niệm. Đồng thời đây sẽ là vũ khí bí mật để đấu với tên ác ma kia. Cô nàng vừa rời khỏi nhà Thuần Hy thì đến nhà Long Thiếu lấy đồ đã bỏ quên. Vừa hay lúc này Long Nhất vừa tắm xong chỉ quấn khăn khiến cô nàng rất ngại ngùng. Vì lúng túng mà cô nàng đã làm tụt khăn mà nhìn thấy hết thân dưới của Long Nhất. Vì đã nhìn thấy hết thân hình của mình nên anh yêu cầu Tĩnh Mỹ phải chịu trách nhiệm. Từ giờ trở đi cô nàng phải làm người con gái của Long Thiếu. Về đến nhà Tĩnh Mỹ vẫn cảm thấy cay mắt vì đã nhìn trúng của quý của Long Nhật Nhất. Sợ rằng nếu nhìn thấy ảnh hồi bé sẽ bị anh ta cướp và tiêu hủy. Tĩnh Mỹ chợt nảy ra suy nghĩ cất bức hình này để ra đòn phản công vào lúc nguy cấp nhất. Sáng sớm hôm sau cô nàng vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Hóa ra thiếu gia Long Thị đã đem đoàn siêu xe đến đón người con gái của mình. Vì đợi quá lâu nên hai cô cậu đã chạy lên nhà trước mặt mẹ Tĩnh Mỹ gọi cô nàng là chị dâu khiến cô nàng vô cùng bối rối. Người em trai khi biết đại ca của hai người này là Long Nhật Nhất liền nhanh tay đưa cặp sách cho cô chị đi học. Người mẹ sau khi biết mọi chuyện đã cảm thấy vô cùng vui mừng, lần này coi như bà đã phát tài nhờ đứa con gái. Đưa đón nàng đi học còn chưa đủ. Buổi trưa Tĩnh Mỹ vừa tan học thì anh đã công khai đến mời nàng dùng bữa cùng mình. Cô nàng tìm đủ lý do để từ chối nhưng không thành. Nhìn nam thần của mình công khai tình cảm khiến Chi Hà vô cùng tức giận. Chuẩn bị dùng bữa mà anh cứ liên tục nhắc đến chuyện cô nàng phải chịu trách nhiệm với mình. Đúng lúc này Kim Thuần Hy được Long Thiếu hẹn cũng xuất hiện. Thấy người mình thích cũng ở đây khiến Tĩnh Mỹ rất e thẹn. Thuần Hy vừa ngồi xuống Nhật Nhất đã vội vàng giới thiệu Tĩnh Mỹ là bạn gái mình. Thậm chí anh ta còn nhắc đến chuyện cô nàng đã thấy mình khỏa toàn thân trước mặt Thuần Hy khiến nữ thần vô cùng bối rối. Tuy nhiên là bạn từ nhỏ nên Thuần Hy vô cùng hiểu tính tình của Nhật Nhất. Thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau nên nữ chính đã tìm cách rời đi trước. Hai người đàn ông kết thúc bữa ăn bằng một cuộc hẹn đua xe vào ngày mai. Hôm sau Tĩnh Mỹ vừa đến trường thì đã bị Chi Hàn chặn lại. Cô nàng khẳng định chỉ có mình mới đủ tư cách làm bạn gái của Long Thiếu. Ỷ đông người nên cả nhóm bắt đầu bắt nạt nữ thần, rất may là cô bạn Băng Băng và Vi Như đã kịp tới ngăn cản. Chuyện này càng khiến Tĩnh Mỹ mất thiện cảm với Long Nhật Nhất vì anh ta mà cô nàng đã bị bắt nạt nhiều lần. Chưa dừng lại ở đó, buổi tối họ còn theo dõi gia cảnh nhà cô nàng. Lại một ngày như bình thường, Tĩnh Mỹ vừa bước vào cửa lớp thì đã bị hai bạn học giữ lại. Chi Hà bắt đầu nói về gia cảnh nghèo khó của nhà nữ thần, mẹ chỉ mua đồ giảm giá ba thì phải lái chiếc xe hỏng đi làm. Thậm chí còn cho rằng Tĩnh Mỹ đã dụ dỗ Long Nhật Nhất để cậu ta bao nuôi. Chi Hà thậm chí còn giật túi sách và đổ hết đồ trong đó ra. Băng Băng ngồi dưới đã nhắn tin cho Vi Như thông báo mọi chuyện. Đang trong cuộc đua nhưng khi nhận được tin Tĩnh Mỹ bị bắt nạt, Long Thiếu đã vội vàng chạy đến giải cứu. Vốn cô nàng muốn thừa nhận chuyện có tư cách vào trường là giả nhưng đã bị Thuần Hy ngăn lại. Thậm chí nam thần trưởng Bổn Thừa không bao giờ tin lời người khác mà dành hết lòng tin của mình cho cô nàng. Trước sự chứng kiến của mọi người, Long Thiếu cởi áo khoác che váy cho Tĩnh Mỹ và bồng cô nàng đi ra khỏi lớp học. Để cảm ơn anh, cô nàng đã tự mình chuẩn bị món bánh quy đến cho nam thần. Tuy miệng thì chê bai nhưng anh lại rất trân quý món quà mà cô nàng tự tay chuẩn bị. Vì để có thể bảo tồn vĩnh viễn món bánh quy mà anh đã nhờ chú Lê đi tìm hiểu giúp về công nghệ đúc nhựa. Một lúc sau Mặc Ngư thèm quá nên đã ăn miếng bánh quy trên bàn. Nhật Nhất vừa đi ra thấy vậy đã bắt cậu ta nhả ra, cho đến khi thấy bánh quy Tĩnh Mỹ tặng đã được cất trong hộp cậu mới thả ra. Vì để có thể hiểu rõ hơn về Long Thiếu nên Tĩnh Mỹ đã tìm đến hai cậu bạn thân của anh ta. Cô cũng biết được anh chàng là một người rất chính nghĩa. Hơn nữa dì Long là mẹ kế chứ không phải mẹ ruột của nam thần. Long Thiếu cũng là một người rất cô đơn, cậu chỉ có hai người bạn thân thiết mà thôi. Vì biết Tĩnh Mỹ thích chuyện cổ Tây Thành nên Thuần Hy đã đặc biệt mua vé đến tặng nàng. Có tin mật báo rất nhanh Long Nhật Nhất đã xuất hiện, vừa gặp hai người đàn ông lại tiếp tục cãi nhau. Long Thiếu thậm chí còn xé tấm vé khiến nữ chính vô cùng tức giận. Cô nàng lững thững đi về thì lại thấy một thanh niên chơi đàn violon. Còn trẻ đã phải mưu sinh khiến cô cảm thấy vô cùng đáng thương mà ủng hộ tiền nhưng bị anh từ chối. Biết Tĩnh Mỹ đang ở ngoài cửa nên Long Nhật Nhất đã cố tình trêu khiến cô nàng bị ngã. Anh chàng làm vậy chính là để cảnh cáo cô nàng không được gần gũi với đàn ông, đặc biệt là Kim Thuần Hy. Để khẳng định lại cô nàng là người hầu phải nghe lời ông chủ là mình nên anh ra lệnh cô nàng mở lon nước cho mình. Vốn đã định bỏ đi nhưng bị anh chàng đe dọa, nghe vậy cô nàng liền quay lại lắc lon nước thật mạnh rồi mở ra. Nước ngọt phun tung tóe đầy mặt nhưng anh chỉ ngồi đó mà cam chịu. Tĩnh Mỹ rời khỏi ngôi biệt thự với tâm trạng vô cùng bực bội. Tình cờ anh chàng kéo đàn lại nhìn thấy cô nàng đi qua. Thấy tâm trạng của nàng không được tốt nên anh đã kéo đàn violon để an ủi. Sau đó cô nàng đã mời anh đến một quán ăn gần đó để uống rượu và ăn thịt nướng. Vì anh chàng khá gầy nên cô nàng đã tưởng rằng anh chính là con nhà nghèo hay bị đói bụng. Hôm sau lớp học của Tĩnh Mỹ đón một giáo viên âm nhạc mới. Người thầy đẹp trai đó lại chính là người đàn ông mà Tĩnh Mỹ nghĩ là nghệ sĩ lang thang. Nhìn thầy Hải Nhất, cô nàng chỉ biết cười gượng vì đã hiểu lầm anh. Người thầy đẹp trai này cũng khiến bao cô nữ sinh trong lớp mê mẩn. Sau khi tan học cả hai cũng đã nói chuyện đôi câu với nhau để hóa giải hiểu lầm và làm quen lại từ đầu. Cả hai vừa bắt tay nhau thì Long Thiếu đã xuất hiện giật tay Tĩnh Mỹ ra. Ngày hôm sau Tĩnh Mỹ đang vừa đi vừa nói xấu Long Nhật Nhất với người gọi điện thoại thì anh ta liền xuất hiện trước mặt. Cô nàng cùng nhóm bạn của anh để thư giãn đã ra ngoài biển chơi và nướng thịt.
Thuần Hy thấy ảnh Tĩnh Mỹ đăng lên cũng đã xuất hiện ở bãi biển. Đang đọc sách cho ác ma Long Thiếu thì thấy nam thần mình mến mộ xuất hiện khiến cô nàng vô cùng vui vẻ. Đang định cãi nhau với Thuần Hy thì Doãn Nhi gọi điện đến. Bỏ lại tất cả mọi chuyện, Long Nhật Nhất đã hấp tấp mà đi đến chỗ cô nàng. Tĩnh Mỹ biết được Doãn Nhi là nữ thần của Long Nhật Nhất. Anh ta còn vì cô gái đó mà gấp gáp khiến cô nàng có chút buồn, có vẻ như cô nàng đang ghen. Không biết từ lúc nào nhưng dường như cô nàng đã có tình cảm với anh chàng Long Nhật Nhất. Ở trường tâm trạng của Tĩnh Mỹ chưa tốt hơn là bao. Bỗng dưng cô nàng Chi Hà xuất hiện muốn liên minh để đấu lại với Thiên Kim Bạch thì là Doãn Nhi. Tuy nhiên Tĩnh Mỹ không muốn hơn thua nên đã phớt lờ lời của Chi Hà. Quê quá nên cô ta đã hất văng đĩa đồ ăn trên bàn làm dơ áo nữ chính. Tuy nhiên hào quang của nữ chính không cho phép cô nàng ấu trĩ. Tĩnh Mỹ chỉ nhẹ nhàng lau vết dơ rồi cùng Băng Băng rời đi. Đúng lúc cả hai vừa đi ra thì gặp Doãn Nhi và Long Nhật Nhất. Anh ta vừa xuống xe đã giới thiệu với Thiên Kim rằng Tĩnh Mỹ là bạn gái của mình. Thấy áo của nữ chính bị bẩn, Doãn Nhi đã dịu dàng che lại một cách tinh tế. Hóa ra Doãn Nhi dịu dàng đoan trang này chính là bạn gái của Hải Nhất. Để bù đắp cho những tháng ngày không thể ở bên cô nàng, Hải Nhất đã ôm người yêu vô cùng ấm áp. Đang ngồi trên xe cùng chàng đi chơi thì bị mẹ gọi. Người mẹ có vẻ không thích thân phận con riêng của Hải Nhất. Tối hôm sau, Long Nhất đến đón Tĩnh Mỹ tham gia buổi tiệc của Doãn Nhi. Thấy cô nàng ăn mặc quá giản dị nên đã đặc biệt chuẩn bị trang phục trước. Sau khi nói chuyện với Doãn Nhi, Tĩnh Mỹ cũng đã hiểu rõ hơn về Long Thiếu. Vì mẹ mất sớm nên anh luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Thiên Kim cũng nói ra chuyện mình muốn tìm cách giúp anh em Long Nhất và Hải Nhất hòa hợp. Chuyện này cô nàng rất cần đến sự giúp đỡ của Tĩnh Mỹ nữ chính, nghe xong liền đồng ý không chút do dự. Biết cô chị thích đi núi Lam Khê nhưng không có ai đi cùng nên Tĩnh Mỹ đã hứa cuối tuần sẽ cùng chị đi chơi. Chuyện này khiến Thiên Kim vô cùng vui mà cười tít mắt. Để chuẩn bị cho buổi đi chơi, Tĩnh Mỹ đã đặc biệt làm món kimbap mang theo. Cậu em trai cầm điện thoại Tĩnh Mỹ chơi game thì nhận được cuộc gọi hủy kế hoạch leo núi của Doãn Nhi. Vì cậu mải chơi game nên không thông báo cho cô chị. Cho đến khi Long Nhất gọi đến anh vội ra ngoài thì cô chị đã không còn ở nhà. Cậu chỉ đành nói ra chuyện chị gái bỏ quên điện thoại ở nhà và đi tìm người tên là Bạch Doãn Nhi. Nghe vậy anh chàng liền đến nhà cô chị tìm bạn gái. Không thấy Tĩnh Mỹ đâu nhưng anh lại phát hiện cô chị sốt cao nên đã bồng Doãn Nhi đến bệnh viện. Tĩnh Mỹ không biết chuyện gì vẫn ngồi chờ Doãn Nhi dưới chân núi Lam Khê. Ở bệnh viện TV đang chiếu tin tức núi Lam Khê bị sạt lở do mưa to. Lúc này Doãn Nhi mới cảm thấy may mắn vì hôm nay đã hủy hẹn leo núi với Tĩnh Mỹ. Lòng Long Thiếu chợt bất an biết tin bạn gái chưa về nhà nên anh đã vội phóng xe đến chân núi Lam Khê. Mặc kệ mưa gió và sự ngăn cản, anh chạy đến khu vực sạt lở tìm kiếm Tĩnh Mỹ. Vừa đào đất anh vừa nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người họ trước đây, anh thật sự rất hối hận vì đã bắt nạt cô nàng. Nhìn thấy đôi giày trong đống đất, anh liền biết đây là của Tĩnh Mỹ. Niềm hy vọng vụt tắt, anh liên tục gào thét mà gọi tên cô nàng. Lúc anh đang gào khóc thì Tĩnh Mỹ mang ô đến che cho anh. Nhìn thấy người mình thích trước mắt, anh đã ôm chầm lấy cô nàng. Sau đó lại tiếp tục trao cho nàng một nụ hôn thật lãng mạn. Trong giây phút đó anh thật sự rất sợ sẽ mất đi cô nàng. Trở về nhà, cô nàng liền nhớ lại về nụ hôn với Long Bá Vương. Càng sợ nam thần Thuần Hy sẽ biết chuyện này mà xa lánh cô nàng. Sau khi đã hôn nhau, Long Thiếu nóng lòng gọi điện cho Thuần Hy. Anh cảnh cáo không được lén lút sau lưng mình hẹn hò với Tĩnh Mỹ. Tất nhiên anh cũng không quên khoe nụ hôn của mình với Tĩnh Mỹ. Chuyện này thật sự đã khiến Thuần Hy tức giận, anh liền gọi điện cho Tĩnh Mỹ. Vừa nghe máy, cô nàng đã vội vàng giải thích nụ hôn đó không phải cố tình, đó chỉ là một sự cố mà thôi. Nghe câu anh tin em của nam thần khiến tâm trạng của nàng trở nên bình tĩnh hơn. Cô nàng lại càng phấn khích hơn khi anh hẹn tuần sau về cả hai sẽ hẹn hò. Sáng sớm hôm sau, Long Nhật Nhất đã vội vàng đến trường khẳng định cô nàng là người của mình, bằng chứng chính là nụ hôn tối qua. Tuy nhiên Tĩnh Mỹ lại khẳng định mình không có bạn trai. Quan trọng nhất là cô nàng không thích anh trước đây, bây giờ hay sau này đều không thích. Khác với Tĩnh Mỹ, Long Nhật Nhất chỉ cần nhớ đến nụ hôn đó là tâm hồn lại điên đảo, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến hai đệ Mặc Ngư và Phiêu Ngư. Doãn Nhi vừa tỉnh dậy đã nói một câu ngốc nghếch. Cô nàng muốn mình mãi bệnh thế này để Hải Nhất có thể ở gần chăm sóc. Yêu nhau đã lâu, Hải Nhất cũng muốn sau khi Doãn Nhi khỏe lại sẽ đến chào hỏi nhà gái một lần. Doãn Nhi biết rõ mẹ mình không thích Hải Nhất vì thân phận con rơi của Long gia nhưng vẫn cố giấu. Biết rõ cả hai sẽ phải đấu tranh thật nhiều. Doãn Nhi đã bắt người yêu hứa với mình sau này dù xảy ra chuyện gì cũng phải giữ em thật chặt, không được rời xa em. Để biết mối quan hệ của lão đại với chị dâu đã tiến triển đến mức nào, hai đệ đã chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm tâm lý cho lão đại làm. Vốn muốn từ chối nhưng khi nghe nói câu trả lời sẽ hiểu rõ về Tĩnh Mỹ hơn thì anh liền đồng ý. Cuối cùng Mặc Ngư kết luận lão đại chính là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Tuy rất muốn yêu nhau với Tĩnh Mỹ một cách mãnh liệt nhưng lòng tự trọng khiến anh phải cầm lòng mình lại. Nói chung kết luận lại là Long Nhật Nhất đã yêu thương Tĩnh Mỹ, tuy nhiên anh vẫn rất ngại ngùng mà phủ nhận. Thế là hai đệ liền tìm đến Tĩnh Mỹ hỏi chuyện nhưng chẳng thu thập được thông tin gì cả. Lão đại thì căng thẳng còn Chu Môi chị dâu thì nhạy cảm. Tất cả những biểu hiện này khiến cả hai biết rằng họ đã hôn môi. Chi Hà vô tình nghe được chuyện này thì vô cùng tức giận. Dám lấy đi nụ hôn đầu của nam thần nhất định không thể tha. Ở thư viện họ đã lén lấy đi điện thoại của nữ chính rồi gửi tin nhắn hẹn gặp mặt Long Nhật Nhất. Cô ta nhân lúc gặp riêng đã tỏ tình nhưng bị từ chối một cách phũ phàng. Thấy Tĩnh Mỹ đi ngang, cô nàng liền cưỡng hôn anh khiến Tĩnh Mỹ rất khó chịu. Rất nhanh Long Thiếu đã đuổi theo nữ chính nhưng đã vô tình bị một chiếc xe đâm phải. Khi nàng quay đầu lại thì chàng đã nằm dưới đất, cô nàng vội chạy đến mà khóc lóc trong vô vọng. Ở bệnh viện cô nàng liền hét lên: anh tỉnh lại đi, tôi sẽ không giận anh nữa.
vừa nghe xong thì anh đã tỉnh lại một cách thần kỳ. Tuy nhiên anh chàng vì tai nạn mà đã bị mất trí nhớ. Anh chàng thậm chí còn nhầm Băng Băng chính là Tĩnh Mỹ mà gần gũi cô nàng nhìn thấy thì vô cùng tức giận. Thế là hai đệ của lão đại liền nói về phương pháp thúc đẩy trí nhớ cô nàng cần tái hiện lại ký ức đẹp giữa hai người. Nghe đến đây cô liền nhớ đến nụ hôn tối hôm ấy cô nàng vốn muốn từ chối. Nhưng khi thấy anh chàng thân thiết với Băng Băng thì cô nàng đã đồng ý thực hiện phương pháp thúc đẩy trí nhớ. Trên đường đi đến ngọn núi Lam Khê, Tĩnh Mỹ rất đăm chiêu. Cô nàng không hiểu sao khi thấy Băng Băng gần gũi với Long Thiếu thì rất khó chịu, phải chăng mình đã yêu. Tuy nhiên cô nàng lại tự trấn an mình rằng bản thân chỉ muốn giúp anh ta khôi phục trí nhớ mà thôi. Vì giúp anh khỏi bệnh mà cô nàng đã không ngại dầm mưa tái hiện cảnh hôm ấy. Thậm chí cô nàng còn rơi nước mắt vì anh đã quên hết mọi chuyện. Thấy anh vẫn không nhớ, cô nàng liền tiến tới hôn anh thật sâu và thế là cả hai đã có nụ hôn thứ hai thật lãng mạn. Tuy nhiên cách này vẫn không có tác dụng. Biết tin bạn hồi nhỏ mất trí nhớ nên Thuần Hy đã đến thăm. Mất trí nhớ nhưng gặp Thuần Hy thì anh chàng vẫn không quên cãi nhau. Thuần Hy biết thừa là Long Thiếu đang giả bệnh nên đã cố tình khiêu khích. Không ngờ anh ta lại giả vờ đau đầu để đuổi khéo Thuần Hy đi. Anh thầm nghĩ sẽ sớm vạch trần bộ mặt giả dối của đại thiếu gia này. Thế là ngày hôm sau Thuần Hy đã dắt họ đến chơi các trò mạo hiểm bởi vì anh biết Long Thiếu sợ độ cao. Mặc dù đã thấm mệt nhưng anh nhất quyết không chịu thua mà chấp nhận chơi trò này đến trò khác vì sợ Tĩnh Mỹ biết chuyện. Biết anh dị ứng với sữa bò nên Thuần Hy cố tình cho anh uống, một lúc sau anh đã phải chạy đi giải quyết. Hai đệ bên này cũng tìm cách để tách Thuần Hy với chị dâu ra nhưng không thành, thế là anh lại về ngồi cùng cặp đôi nam nữ chính. Trong lúc Tĩnh Mỹ đi mua nước, Thuần Hy cũng nói ra lòng mình. Anh muốn được cạnh tranh công bằng với Long Thiếu. Tuy nhiên chàng thiếu gia khẳng định Tĩnh Mỹ chính là bạn gái mình. Mọi chuyện sắp trở nên gay gắt hơn thì Tĩnh Mỹ quay về. Thời gian yêu nhau đã lâu nên mẹ đã hối Hải Nhất nên đến chào hỏi gia đình nhà bạn gái. Thông qua những câu hỏi của bạn gái, Hải Nhất cũng tinh ý biết được có lẽ gia đình Doãn Nhi không thích mình lắm. Tuy nói là không phải nhưng cô nàng lại muốn anh nhờ ông nội và bố thuyết phục bố mẹ mình. Nghe vậy Hải Nhất liền khẳng định sẽ tự dùng cách của mình thuyết phục gia đình bạn gái. Hôm sau Thuần Hy lại mời cặp đôi nam nữ chính đến nhà anh đặc biệt chuẩn bị máy chiếu. Trên màn ảnh cho thấy tối hôm đó xe không hề tông vào Long Nhật Nhất mà anh đã giả vờ ngã. Biết lâu nay bản thân đã bị lừa khiến Tĩnh Mỹ vô cùng tức giận không nói nên lời. Lúc Long Thiếu định giải thích thì cô nàng liền nổi giận uổng công nàng đã lo lắng bấy lâu nay. Vì để có thể khiến bạn gái hết giận nên Long Thiếu đã tìm đủ mọi cách. Đầu tiên trong giờ học chàng đã hách máy chiếu để nói lời xin lỗi nàng, đến cả thầy giáo cũng cảm nhận được chân tình. Tuy nhiên Tĩnh Mỹ vẫn rất lạnh lùng mà tắt màn hình TV và tiếp tục học. Thấy cách này không thành, hai đệ lại tiếp tục nghĩ cách mới cho lão đại. Anh chàng đã làm đủ mọi cách nhưng tâm nàng vẫn không thay đổi, Tĩnh Mỹ một lòng không muốn tha thứ cho anh. Cách xén xúa nhất cũng đã làm hết rồi nhưng nàng vẫn không động lòng. Chuyện này khiến anh vô cùng đau đầu, vẫn là nên dựa vào bản thân thì hơn. Buổi tối vì cô nàng không chịu nghe máy mà anh đã đến tận cổng nhà anh ở dưới la hét nhưng cô nàng lại đóng cửa sổ lại. Thấy vậy anh trực tiếp vào nhà để gặp cô nàng. Sợ ảnh hưởng tới ba mẹ nên cô nàng đã cùng anh chàng đi ra ngoài. Khi chỉ có hai người anh đã xin lỗi cô nàng một cách chân thành nhất. Sự xuất hiện của Tĩnh Mỹ đã khiến anh muốn thay đổi chính mình. Khiến cuộc sống của anh trở nên ấm áp, anh dường như thật sự thích em rồi. Vừa nói xong pháo hoa cũng bắt đầu được bắn, cô nàng cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh. Không thể kiềm chế bản thân được nữa, anh đã vội vàng ôm lấy cô nàng. Hôm sau Chi Hà vừa đến lớp thì phát hiện máy tính mình đã bị hack. Đây cũng chính là cách mà Long Thiếu cảnh cáo cô ta vì dám giở trò thủ đoạn với mình. Nếu có lần sau chắc chắn sẽ không yên ổn học tập ở bổn thừa. Tĩnh Mỹ đang ngồi uống cà phê với Thuần Hy thì nhận được cuộc gọi của Long Nhật Nhất. Anh ta đứng gần đó nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn rồi bước tới bàn. Vừa ngồi xuống đã cảnh cáo Thuần Hy tránh xa bạn gái của mình ra. Thấy anh lại đến gây chuyện khiến cô nàng rất tức giận mà đứng dậy rời đi. Doãn Nhi dắt bạn trai về nhà nhưng người mẹ lại yêu cầu được nói chuyện riêng. Bà cho rằng Hải Nhất vì nhắm đến gia tài mà con gái mình thừa kế nên mới yêu đương với Doãn Nhi. Vì thân phận con riêng mà bà ta không ngừng buông lời sỉ nhục Hải Nhất. Lần đầu đến nhà bạn gái chào hỏi đã kết thúc trong sự không vui vẻ. Lúc anh chàng định rời đi thì Doãn Nhi đã xuất hiện. Cô nàng liên tục bảo anh hãy ở lại đây với mình nhưng chàng cần phải về nhà tiếp tục nghĩ cách. Cô nàng không thể chịu nổi người mẹ độc đoán nữa nên đã bật khóc. Tĩnh Mỹ được bầu chọn làm đạo diễn cho buổi diễn kịch của trường. Thế là cô nàng và Thuần Hy đã bắt đầu tìm một vở kịch kinh điển để diễn. Lúc chơi bóng rổ, Long Thiếu không hề chú tâm vì mải nghĩ đến bạn gái. Nghe Vi Ngư nói hồi nãy có thấy Tĩnh Mỹ đi cùng Thuần Hy thì anh liền tức giận. Hôm sau vẫn phong thái dịu dàng đó, Doãn Nhi đến tìm Hải Nhất. Cô thật sự cảm thấy rất có lỗi vì mẹ đã nói những câu rất nặng nề với bạn trai cô nàng, biết rõ mẹ làm vậy để anh tức giận mà bỏ mình. Nhưng khi biết anh không để bụng, cô nàng đã rất vui mà xà vào lòng anh. Ôm anh thật chặt chỉ sợ sẽ tuột mất, anh hứa rằng sẽ tìm cách để hai người họ có thể ở bên nhau. Rất nhanh nhóm Bạch Kim Long đã xuất hiện trước mặt Thuần Hy và Tĩnh Mỹ. Một lần nữa anh lại khẳng định nữ chính là bạn gái mình nhưng bị cô nàng phủ nhận. Thế là Thuần Hy liền mỉa mai là bạn gái làm gì cũng không biết nên anh đã nhờ Vi Ngư điều tra. Lúc này anh mới biết bạn gái được chọn làm đạo diễn kịch của liên hoan nghệ thuật. Thấy hai người lại muốn đi tập kịch, tất nhiên anh cũng đòi phải đi theo bằng được. Thế là cô nàng liền phân cho anh công việc làm trợ lý đạo diễn. Hôm nay là buổi họp đầu tiên của đoàn kịch. Ngay lúc Tĩnh Mỹ vừa tuyên bố mọi người đã đến đông đủ thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Long Nhật Nhất xuất hiện cùng với vô vàn món ăn ngon phục vụ cho đoàn kịch. Sơn hào hải vị đều có đủ khiến mọi người vô cùng háo hức.
Thậm chí anh chàng còn tuyên bố từ nay về sau bữa ăn của đoàn kịch toàn bộ sẽ được anh bao. Tĩnh Mỹ cũng dần nhận ra anh không chỉ bá đạo mà tính cách của anh chàng này cũng rất ân cần, biết quan tâm người khác. Người mẹ vì chuyện làm ăn của gia đình mà nhất quyết ép Doãn Nhi phải sánh đôi cùng cháu trai dì Lâm. Suy cho cùng bà vẫn là khinh thường thân phận con riêng của Long Hải Nhất. Không thừa kế được sản nghiệp của Long gia thì không thể làm rể nhà bà. Rất may là tình yêu của Doãn Nhi vô cùng chân thành nên không hề màng đến vật chất mà một lòng chung thủy với Hải Nhất. Người mẹ đã có sắp xếp từ trước, bà dụ con gái đến nhà hàng để gặp mặt Lâm Phong. Sau đó bà tìm cách rời đi để hai người có không gian riêng. Lâm Phong vừa ngồi xuống, Doãn Nhi đã chê bai một hồi rồi tìm cách rời đi. Tâm trí của nàng luôn nghĩ đến Hải Nhất nên đã chạy đến trường tìm anh. Vì cảm thấy có lỗi với người mình yêu mà nàng vừa thấy anh đã chạy lại ôm một cái thật chặt. Vì sợ anh chàng đau lòng nên Doãn Nhi đã không nói ra chuyện mẹ ép xe mắt. Hải Nhất vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể thay đổi cái nhìn của bố mẹ Doãn Nhi. Cô nàng mỗi ngày đều rất lo lắng mà dặn chàng đừng bao giờ bỏ rơi mình. Chi Hà không thể để yên cho Tĩnh Mỹ thuận buồm xuôi gió. Thế là cô ta đã chặn ngoài cửa ngăn các bạn học đến ứng tuyển vai nữ chính. Thế là buổi phỏng vấn của đạo diễn Tĩnh Mỹ không có một bóng người xuất hiện. Thua keo này ta bày keo khác, thế là Băng Băng phải đóng vai nữ chính tạm thời trong buổi diễn thử để chọn vai nam chính của vở kịch. Bị bạn diễn chê bai nên Băng Băng đã tự ái mà bỏ đi, bất đắc dĩ Tĩnh Mỹ phải tập thoại với bạn học này. Đến đoạn cao trào nam chính muốn hôn nữ chính thì anh ta bị Long Thiếu đá lăn ra. Tứ chi của Tĩnh Mỹ chỉ duy nhất Long Thiếu được chạm vào. Từ bây giờ anh chính thức trở thành nam chính trong vở kịch này. Chỉ nhớ siêu phàm nên chỉ nghe qua là anh đã thuộc hết thoại. Đến đoạn hôn nhau thì Tĩnh Mỹ e thẹn chặn miệng anh lại rồi tìm cớ rời đi. Mọi việc có vẻ đã ổn thỏa hết rồi, tuy nhiên vẫn chưa có người phối nhạc. Vốn muốn nhờ đoàn nhạc của trường nhưng họ lại bận đi thi đấu. Trong lúc rơi vào thế khó thì một cao nhân đã ra tay giúp đỡ, người đó không ai khác chính là Hải Nhất. Tĩnh Mỹ vì giúp em trai đi làm thêm nên đã lừa Long Thiếu là mình tới kỳ sinh lý. Anh ta cảm thấy con gái thật phiền phức, tuy không biết kỳ sinh lý là gì nhưng anh ta cũng ngoan ngoãn rời đi. Vừa về đến nhà thì Long Nhật Nhất lại gặp được chị Doãn Nhi. Cả hai đều rảnh nên quyết định sẽ cùng nhau đi khu vui chơi. Tĩnh Mỹ giúp em trai mặc bộ đồ con gấu Kuma để làm trò ở khu vui chơi. Tình cờ cô nàng lại thấy Long Thiếu đang đi chơi cùng chị Doãn Nhi. Thấy cả hai nắm tay chặt, cô nàng liền xông tới tách hai người ra. Con gấu vô cùng thân thiện với người đẹp Doãn Nhi, tuy nhiên Long Nhật Nhất thì lại bị chọc tức. Anh ta phải thốt lên, hóa ra ngoài Trương Tĩnh Mỹ vẫn còn có người thứ hai dám trêu mình như vậy. Thật quá hả hê, cô nàng cười đầu gấu ra mà cười không ngậm được miệng. Đúng lúc này hai cậu bé tinh nghịch đá văng chiếc đầu gấu xuống cầu thang. Trong lúc cô nàng đang dạy dỗ hai nhóc tì thì Long Thiếu xuất hiện sau lưng. Hai nhóc vừa khóc vừa kêu gọi anh trai giúp đỡ chúng. Cuối cùng thân phận thật sự của gấu Kuma cũng bị Doãn Nhi và Long Thiếu phát hiện. Người mẹ biết chuyện con trai bị Bạch Gia phản đối thì vô cùng đau lòng. Bà đã nói chuyện với ông nội muốn đưa Hải Nhất vào hội đồng quản trị. Tuy nhiên anh không muốn người mẹ phải lo lắng, mọi chuyện anh vẫn có thể tự gánh vác. Sẽ có một ngày anh dương dương chính chính dắt Doãn Nhi về nhà. Anh vừa ra đến cửa thì đã bị cậu em Long Nhật Nhất chặn lại. Cậu cảnh cáo người anh không được để chị Doãn Nhi buồn, thậm chí cậu còn làm đứt dây đàn của người anh trai. Khi thấy cậu em lớn tiếng với mẹ mình thì Hải Nhất không thể nhịn nổi nữa, anh muốn Tiểu Nhật phải xin lỗi mẹ. Tuy nhiên cậu em bướng bỉnh lại hét to đó là mẹ anh chứ không phải mẹ tôi. Ông nội vừa xuất hiện đã nghiêng về Long Nhật Nhất. Ông trách vì một cây đàn không nhất thiết phải nổi nóng như vậy. Thân phận con riêng không được coi trọng nên Hải Nhất chỉ lẳng lặng đi làm. Vừa đến nơi làm việc thì mẹ Doãn Nhi đã chờ sẵn, mới sáng ra bà ta đã cau có chửi anh không được liên quan đến con gái mình. Vì anh mà Doãn Nhi đã bỏ đi buổi xem mắt với Lâm Phong. Thậm chí còn không giữ thể diện mà cảnh cáo anh trước mặt đồng nghiệp có quá nhiều áp lực khiến Hải Nhất không thể chịu nổi. Đem sự khó chịu trong lòng mà thổi vào tiếng đàn du dương. Anh cũng đã gửi những lời chia tay đến cô bạn gái Doãn Nhi, đây là sự chia xa không cam lòng nhất. Họ tưởng như gần ngay trước có thể ôm lấy nhau nhưng khoảng cách về gia thế lại khiến họ cách xa. Cuối cùng những chuyện mà Doãn Nhi lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Cô nàng rất đau buồn chỉ biết hẹn Tĩnh Mỹ ra nói chuyện cùng. Trước mặt Tĩnh Mỹ cô chỉ tỏ ra khá bình tĩnh mà tâm sự mọi chuyện. Doãn Nhi đau đứt ruột gan nhưng vẫn phải gượng cười. Biết Hải Nhất sẽ rất đau lòng nên cô đã nhờ Tĩnh Mỹ đến an ủi anh chàng. Tuy rất yêu Doãn Nhi nhưng anh cũng không muốn lỡ chuyện tốt của nàng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện chia tay là anh như ngạt thở. Tin đồn Long Nhật Nhất làm nam chính đồn ra khắp trường, có rất nhiều nữ sinh vì tin này mà đến ứng tuyển vai chính trong vở kịch. Người thì hát, người thì đọc thơ, tất cả đều đến đây chỉ vì nam chính là Long Thiếu. Rất nhanh Chi Hà đã xuất hiện tranh vai nữ chính. Cô nàng này tuy xấu tính nhưng tài năng thì không thiếu, thế là cô nàng đã được chọn làm nữ chính diễn cùng nam chính Nhật Nhất. Rất nhanh đại thiếu gia đã xuất hiện, anh nhất quyết đuổi nữ chính Hàn Chi Hà, anh thà diễn cùng Thuần Hy giả gái còn hơn. Cả hai vì thế mà tranh cãi, anh cũng muốn được đóng vai nam chính. Chẳng ai muốn phải giả gái cả, Tĩnh Mỹ vì thế mà rất tức giận. Nhưng sau khi bàn bạc cùng Băng Băng thì cô nàng đã đưa ra quyết định chính thức. Kim Thuần Hy được chọn đóng vai nam chính. Long Nhật Nhất phải giả gái để trở thành nữ chính của vở kịch. Vốn anh ta không đồng ý, tuy nhiên Tĩnh Mỹ đã đưa ra vũ khí bí mật. Đây chính là tấm hình mà cậu đã nắm tay Thuần Hy giả gái hồi nhỏ, vì bị uy hiếp nên anh chàng cũng bất đắc dĩ phải nghe lời. Nhất Nhất liên tục lắp ba lắp bắp không chịu tập trung xem lời thoại. Thấy vậy hai người anh em đã đưa cho cậu tai nghe, tuy nhiên chẳng giúp ích được gì lại còn đọc sai. Tĩnh Mỹ tinh ý cũng phát hiện ra có người sau khán đài đọc giúp lời thoại. Thế là cả ba lại bị nữ đạo diễn trách cái thái độ không tích cực và vô trách nhiệm, cũng chỉ có Long Nhật Nhất làm được mà thôi.
Những lời nói nặng nề này thật sự đã khiến anh chàng vô cùng tức giận mà bỏ đi. Lúc này cô mới nhớ ra anh chàng bị mất chứng khó đọc. Kịch bản chữ vừa nhỏ vừa dày nên đã làm khó Long Thiếu. Thật sự là anh đã rất cố gắng chứ không hề vô trách nhiệm. Trong lúc anh đang cảm thấy chán nản vì chứng khó đọc thì nhận được tin nhắn. Tĩnh Mỹ xin lỗi vì đã nói ra những lời khó nghe, cô nàng hẹn ngày mai gặp mặt. Tĩnh Mỹ đã tìm ra cách giúp anh đọc kịch bản. Nhờ trí nhớ siêu phàm mà chỉ cần cô nàng đọc qua một lần là anh có thể nhớ được. Dáng vẻ nghiêm túc của anh cũng khiến cô nàng cảm thấy vô cùng đẹp trai. Vốn phải diễn vai yểu điệu thục nữ mà anh lại quá nam tính nên đã bị Tĩnh Mỹ nhắc nhở. Vì để có thể làm tốt vai diễn mà ở nhà anh cũng tập những động tác yểu điệu. Đến cả quản gia cũng tưởng rằng cậu chủ có vấn đề về giới tính. Buổi tập cuối cùng Tĩnh Mỹ cũng đưa ra lời khen cho anh chàng vì đã luyện tập kỹ càng nên anh diễn rất đạt. Được khen ngợi cũng khiến anh chàng cảm thấy rất vui. Hôm sau Thuần Hy mặc bộ đồ của nam chính khiến Tĩnh Mỹ phải thốt lên là đẹp trai. Tuy nhiên ánh mắt nhìn Nhật Nhất giả gái lại có phần trìu mến hơn. Ngày chính thức diễn, Long Nhật Nhất được ba mẹ gửi tặng rất nhiều lãng hoa, thấy vậy cô nàng Tĩnh Mỹ vô cùng ngưỡng mộ. Lúc cả hai đang nói chuyện thì vô tình Tĩnh Mỹ bị đẩy ngã vào lòng Long Nhất, cả hai vô cùng e thẹn vì cái ôm bất ngờ này. Thấy nàng có vẻ lạnh nên anh đã cởi áo ra khoác lên cho Tĩnh Mỹ. Mặc dù rất thích nhưng cô nàng cũng chỉ dám cười trộm. Buổi biểu diễn đã thành công, suôn sẻ, các nhân vật đều rất nhập vai. Tuy nhiên ở cuối buổi, khi các diễn viên đang cúi chào thì một chuyện chấn động xảy ra. Bức ảnh mà Long Nhật Nhất sợ bị lộ nhất đang được chiếu lên màn hình lớn. Thậm chí bức ảnh còn chú thích Long Nhật Nhất đang nắm tay Kim Thuần Hy giả gái. Long Nhật Nhất quay lại nhìn thấy bức hình thì vô cùng sốc. Mặc dù Tĩnh Mỹ ở dưới lắc đầu ý nói không phải mình làm. Tuy nhiên anh chàng đã không thể chịu nổi cú sốc này mà vội chạy đi. Mặc kệ cô nàng có khóc lóc giải thích nhưng anh vẫn không tin. Bức ảnh đó nằm trong tay Tĩnh Mỹ, cô nàng lại là đạo diễn nên chuyện này nhất định là do cô làm. Rất may những lúc thế này vẫn có Thuần Hy ở bên cạnh Tĩnh Mỹ. Ngày hôm sau cả trường đã đồn ầm ầm về tình yêu đồng tính. Mối tình 10 năm của Long Thiếu và Thuần Hy vẫn bền chặt. Những tin đồn không có căn cứ nhưng lại lan truyền đi nhanh chóng. Đúng lúc này Long Thiếu xuất hiện, vẻ đẹp trai của cậu vẫn thu hút các nữ sinh. Lần này anh chàng đi qua Tĩnh Mỹ một cách lạnh lùng mà không nhìn lấy một cái. Nhờ sự giúp đỡ của Vi Ngư và Mặc Ngư nên Tĩnh Mỹ đã có thể gặp Long Nhật Nhất. Cô nàng muốn tận tay trả lại áo khoác, tuy nhiên anh đã không cần chiếc áo này nữa. Trước mặt cô nàng anh cũng tận tay xé đi hợp đồng chủ tớ. Vốn nghĩ thoát khỏi sự kiểm soát của anh là thoải mái nhưng ngay khoảnh khắc này tim nàng lại đau đớn. Anh chàng lạnh lùng nói coi như chúng ta chưa có mối quan hệ gì rồi quay lưng đi. Cô nàng hứa rằng trong 2 ngày sẽ tìm ra chứng cứ, nhất định sẽ điều tra ra người đã chiếu hình ảnh. Vì chuyện này mà cô nàng đã cảm thấy vô cùng có lỗi, thế là cô nàng liền đến phòng giám sát hỏi người thầy. Thầy rất chắc chắn là không có ai được phép bước vào căn phòng giám sát này. Thầy chỉ dựa theo thứ tự đã biên tập của Tĩnh Mỹ mà phát sóng thôi. Cô nàng nhận ra căn phòng có camera. Nhờ sự giúp đỡ của Hải Nhất mà cô nàng đã phát hiện ra sự thật. Chính Hàn Chi Hà là người đã lén lút động tay động chân, bức ảnh cũng chính là do cô ta thêm vào. Một nữ sinh biết Tĩnh Mỹ đã sao chép được cảnh này nên đã báo cho Chi Hà. Buổi tối băng nhóm của cô ta đã chặn đường Tĩnh Mỹ, không hổ danh là đai đen taekwondo, rất nhanh cô nàng đã hạ gục 2 nữ sinh. Tuy nhiên cảnh này đã bị họ quay video lại, hình tượng thục nữ mà cô xây dựng sẽ sụp đổ nếu video bị lộ ra. Bị 2 tên vệ sĩ khuất phục nên USB cũng đã bị Chi Hà lấy đi, đoạn camera ở phòng bảo vệ cũng bị cô ta xóa đi. Hôm sau Chi Hà đã đến đưa video đánh đấm của Tĩnh Mỹ cho Nhật Nhất xem. Anh cảm thấy bản thân đã bị cô nàng lừa dối nên đã đuổi nàng đi, bằng chứng cũng không tìm được. Tĩnh Mỹ giải thích đã bị yêu nữ Chi Hà cướp đi. Tuy nhiên anh lại rất lạnh lùng nói đánh đấm giỏi như cô thì ai giành được đồ của cô. Chuyện này khiến cô nàng cảm thấy vô cùng ấm ức, không có bằng chứng nên chỉ biết nuốt hận rời đi. Cảm giác bị Long Nhật Nhất chán ghét khiến Tĩnh Mỹ vô cùng khó chịu. Thế là cô nàng liền tìm đến Chi Hà nói chuyện riêng. Yêu nữ này vô cùng ngạo mạn, cô ta thừa nhận mình đã nhân lúc Tĩnh Mỹ uy hiếp Long Nhất mà trộm bức ảnh. Với cả phòng điều khiển đều là bạn bè nên cô ta có thể ra vào tùy ý. Nhìn thấy Long Nhật Nhất phớt lờ Tĩnh Mỹ khiến cô ta vô cùng hả dạ. Lúc này Tĩnh Mỹ mới mỉm cười nhẹ nhàng bảo yêu nữ đừng vui mừng quá sớm. Có được bằng chứng, Tĩnh Mỹ liền đứng trước mặt Long Nhất dõng dạc nói rằng: "Anh có thể ghét tôi nhưng đừng đổ oan cho tôi." Cô nàng bỏ máy ghi âm lại và rời đi. Long Nhật Nhất tuy không muốn nghe nhưng hai đệ đã ép anh phải nghe. Cuối cùng sự thật cũng được phơi bày, người đứng sau mọi chuyện chính là yêu nữ Chi Hà. Nhận ra bản thân đã hiểu lầm Tĩnh Mỹ khiến Long Thiếu cảm thấy vô cùng bối rối. Bên này Tĩnh Mỹ ngồi đọc sách nhưng tâm trí lại để trên mây. Cô nàng rất sốt ruột khi không thấy Long Nhật Nhất liên lạc với mình. Thuần Hy thật sự rất si tình với cô nàng Tĩnh Mỹ. Khi nghe thấy cô nàng nói mớ nhắc tên Long Nhật Nhất, anh đã rất đau lòng. Cầm bức vẽ trên tay, anh chàng liền nhớ lại những kỷ niệm rất đẹp giữa hai người. Tuy nhiên khi nhớ đến đoạn ở trong xe mình mà cô nàng ngủ nói mớ về chàng trai khác, anh lại đau lòng. Vì quá nhớ nhung nàng nên Thuần Hy đã hẹn cô đến nhà mình. Anh bất cẩn làm đổ ly nước khiến điện thoại của Tĩnh Mỹ bị hỏng, rất may là điện thoại sẽ bình thường lại nếu ráo nước. Tuy nhiên tâm trạng của Tĩnh Mỹ rất không bình thường. Cô nàng rất sợ Long Nhật Nhất sẽ không liên lạc được với mình. Vốn trước đây cô nàng cảm thấy vô cùng chán ghét Nhật Nhất, nhưng giờ đây khi anh không còn xuất hiện trước mặt nữa, cô nàng cảm thấy vô cùng trống rỗng. Nàng rơi nước mắt nhẹ nhàng nói dường như Long Nhất Nhất đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Nếu như cố chấp cắt bỏ đi tim sẽ đau lắm. Vốn dĩ ngày hôm nay mời nàng đến nhà là để tỏ tình, Thuần Hy cũng đã chuẩn bị hoa và bức tranh mình vẽ Tĩnh Mỹ. Nhưng người con gái ngồi trước mặt đã hướng lòng mình về một chàng trai khác.
Bức tranh chưa kịp trao đến tay Thuần Hy đã phải thu lại, anh chàng thật sự rất đau lòng. Đem tất cả sự bức bối trong lòng anh liền tìm đến Long Nhật Nhất để đánh nhau một trận. Vừa đánh Thuần Hy cũng nói ra rất nhiều điều, cậu có rất nhiều thứ nhưng cậu không hề biết trân trọng. Một người tự cao như Long Nhật Nhất cuối cùng cũng thức tỉnh và cảm ơn Thuần Hy. Tĩnh Mỹ vì có thể nói ra hết lòng mình nên đã đến phòng xưng tội với cha xứ. Thời gian gần đây em đã thích một người đàn ông, anh ấy trẻ con bá đạo hay bắt nạt không nói lý lẽ. Nhưng không biết từ lúc nào mà em đã bắt đầu để ý anh ấy. Khi anh ấy nói không muốn gặp em nữa, em thấy mình còn buồn hơn những gì tưởng tượng, cô nàng thật sự không biết phải làm thế nào. Lúc này cha xứ sau vách ngăn đã nhẹ nhàng nói hãy ở bên cậu ta. Cô nàng cảm thấy kỳ lạ nên đã đi qua bên kia vách ngăn. Hóa ra người cha xứ mà cô nàng tâm sự nãy giờ lại chính là Long Nhật Nhất. Vừa gặp cả hai lại lời qua tiếng lại, tuy tình trong như đã nhưng mặt ngoài vẫn còn e. Tại đây cô nàng cũng thừa nhận anh chính là bạn trai rồi kéo áo anh trao một nụ hôn lãng mạn. Vì nụ hôn này mà cô nàng đã bị ngã gãy chân. Ngày hôm sau Bạch Kim Long đã phô trương đẩy xe lăn cho cô nàng đến trường. Thậm chí Long Thiếu còn dùng quyền lực của mình cho cô một thang máy riêng để lên xuống. Cô nàng còn được cầm trên tay một chiếc nút thần kỳ, chỉ cần bấm nút là anh chàng sẽ xuất hiện ngay. Thấy cả hai ân ái như vậy khiến Chi Hà càng thêm ghen tức. Phô trương hơn là sau khi cô nàng tan học đã có dàn siêu xe đến đón. Dưới chân là tấm thảm đỏ để cô nàng bước lên như sao hạng A. Trên bãi biển Long Nhật Nhất đã đứng chờ người mình yêu. Anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt ở bãi biển để cô nàng tìm kiếm. Vốn thông minh nên rất nhanh cô nàng đã tìm ra hộp quà, hóa ra đó là mô hình xe mà anh thích nhất. Anh suy nghĩ rất đơn giản, anh chỉ muốn tặng món quà anh thích nhất cho người mình thích nhất. Ngồi trên bãi biển cô nàng thổ lộ rất sợ chuyện bị gia đình ngăn cấm. Tuy nhiên trong từ điển của Long Nhật Nhất không có chữ từ bỏ. Trong lúc anh chàng đang tắm rửa thì bị cúp điện, anh chỉ kịp quấn khăn tắm chạy ra ngoài và để lộ hàng. Lúc này cả gia đình cũng trở về rất đông đủ khiến anh rất ngại ngùng. Trước mặt ông nội và cả nhà, anh chàng đã giới thiệu bạn gái của mình là Trương Tĩnh Mỹ. Cả nhà đều rất vui mừng khi thấy cậu dắt bạn gái về nhà. Tuy nhiên ông nội lại tỏ ra khó chịu khiến cô nàng phải đứng dậy xin phép về nhà. Cô nàng vừa trở về thì nhận được cuộc gọi của chị Doãn Nhi, cô chị đã đến tận nhà của Tĩnh Mỹ để tâm sự. Có lẽ chị và Hải Nhất phải chia tay rồi, lần này cô chị đã không thể bình tĩnh mà rơi nước mắt. Mối quan hệ của họ dường như đã thay đổi rất nhiều, Doãn Nhi vốn không hề để tâm đến xuất thân. Cái mà nàng coi trọng nhất chính là tình cảm giữa hai người. Lúc này Tĩnh Mỹ cũng kể lại lời của Hải Nhất, anh ấy thật sự rất yêu chị. Chỉ sợ bản thân sẽ làm lỡ làng chuyện tốt của Doãn Nhi mà thôi. Nghe xong tâm trạng của Doãn Nhi cũng đã tốt hơn rất nhiều. Sáng hôm sau cô nàng liền chạy đến trường tìm Hải Nhất. Để có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi, Doãn Nhi muốn cùng anh cao chạy xa bay. Tuy nhiên Hải Nhất lại vô cùng lý trí, thân phận của anh không thể thay đổi được. Nhất định sẽ không nhận được sự chấp thuận của gia đình em. Tình cảm của hai người mà anh lại phải nghĩ đến người khác, chuyện này khiến cô nàng vô cùng thất vọng mà rời đi. Trái ngược với cặp đôi này, Long Nhật Nhất với Tĩnh Mỹ đang cùng nhau tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Họ cùng nhau đi dạo và hôn nhau thật lãng mạn trong công viên. Cô nàng cũng kể lại chuyện mối quan hệ của Hải Nhất và Doãn Nhi đang không ổn. Gia đình nhà gái không chấp nhận đàng trai vì không có quyền thừa kế. Cô nàng vô cùng ngây thơ hỏi anh không thể chia cho Hải Nhất một phần sao. Tuy nhiên chuyện thừa kế đều là do ông nội quyết định. Đưa nàng về đến nhà mà cả hai vẫn rất bị dịn, cả hai hết ôm rồi lại hôn mới yên để cô nàng vào nhà. Tĩnh Mỹ vì muốn giúp đỡ chị Doãn Nhi nên đã tìm đến Hải Nhất nói chuyện. Tuy nhiên anh vốn là người cẩn trọng nên không thể làm bừa. Nếu anh bỏ nhà ra đi cùng nàng thì mọi thứ sẽ rất hỗn loạn, như vậy càng khiến Doãn Nhi khó xử với gia đình. Doãn Nhi vì quá thất vọng nên đã đốt hết những kỷ niệm giữa hai người họ. Cô nàng thậm chí đã thay đổi thái độ với Lâm Phong và đồng ý hôn sự được sắp đặt. Ở trong những lọ thủy tinh xinh đẹp, Long Nhật Nhất đã gửi gắm đến nàng rất nhiều lời nhắn. Đến biển Huỳnh Quang cũng chính là ước mơ của nàng. Người nói vô tình người nghe hữu ý, anh chàng đã thực hiện những ước mơ mà nàng nhắc đến. Tĩnh Mỹ đang hẹn hò vui vẻ cùng cô bạn Băng Băng thì nhận được cuộc gọi của mẹ. Cô nàng vội chạy đến trung tâm mua sắm thì thấy mẹ và em trai đang đi cùng Long Thiếu. Cả hai người bị tiền che mờ con mắt nên liên tục lựa đồ, tuy nhiên Tĩnh Mỹ muốn trả lại tất cả. Thứ cô thích chính là con người của Long Thiếu chứ không phải tiền của nhà anh, thế là cô nàng liền kéo anh ra ngoài. Cả hai cũng nhận được tin nhắn hẹn gặp của chị Doãn Nhi. Hóa ra cô chị đang đi thử váy cưới khi chỉ có hai người con gái với nhau. Doãn Nhi đã nói ra chuyện mình quyết định cưới người đàn ông mà gia đình chọn là Lâm Phong. Suy cho cùng cứ mải bám theo Hải Nhất thì cũng không có tương lai. Tĩnh Mỹ ra sức khuyên ngăn người chị, tuy nhiên Doãn Nhi đã từng đấu tranh, đã từng phản kháng vậy nhưng tất cả đều không có kết quả. Nhắc đến chuyện Hải Nhất đã vứt bỏ đoạn tình cảm này khiến cô chị lại rơi nước mắt. Tĩnh Mỹ cũng rất đau lòng, chỉ biết nghẹn ngào chúc cô chị hạnh phúc. Nhìn mối tình đẹp tan vỡ trước mắt khiến Tĩnh Mỹ càng thêm trân trọng mối quan hệ mà họ đang có. Long Nhật Nhất trở về nhà với tâm trạng vô cùng bực bội, anh đã mắng người anh trai là kẻ nhu nhược. Anh đã không dám từ bỏ tất cả để giữ chị Doãn Nhi. Bây giờ cô chị đã rất đau khổ mà cưới một người mình không yêu. Bất đắc dĩ Hải Nhất cũng phải nói ra mọi chuyện với bố mẹ mình. Gia đình Doãn Nhi không muốn gả con gái cho người không có quyền thừa kế. Long Nhật Nhất cũng đã lớn rồi, ông nội vì muốn anh mở mang tầm mắt nên đã đưa cho vé tham gia vũ hội. Bất ngờ anh đã xuất hiện trong lớp học của Tĩnh Mỹ. Mặc kệ giáo viên mà anh vác nàng lên vai đưa xuống Gaza. Anh sắp phải đi Paris, thế là cả hai đã ôm nhau thật chặt bù cho những ngày sắp xa nhau. Đang ôm thắm thiết thì hai đệ xuất hiện, anh dặn dò hai đệ ở nhà phải biết bảo vệ bạn gái của lão đại. Đặc biệt là tránh xa Thuần Hy ra, anh chàng cũng dặn dò nàng nhớ phải gọi cho mình mỗi ngày rồi ôm Tĩnh Mỹ thật chặt.
Vừa tiễn bạn trai lên xe thì Tĩnh Mỹ lại bắt gặp Hải Nhất Anh bước đi như người không hồn. Thấy vậy cô nàng liền bước tới trêu chọc anh, thậm chí còn nói cả hai là bạn thân, khiến anh cuối cùng cũng nở một nụ cười thật tươi. Sau khi đại ca rời đi, Mặc Ngư và Vi Ngư ngày nào cũng đưa đón Tĩnh Mỹ. Buổi tối Long Nhật Nhất gọi điện cho bạn gái, vô tình anh phát hiện đoạn tin nhắn của nàng và Thuần Hy. Thế là anh liền nhắn tin trêu chọc Thuần Hy, Long Nhật Nhất không chỉ đáng yêu mà còn là bạn trai siêu cấp đẹp trai của Tĩnh Mỹ. Nhìn thấy trời đang mưa, nỗi nhớ người yêu trong lòng Tĩnh Mỹ lại trào dâng. Bất giác cô nàng ra ngoài dầm mưa mặc kệ hai vệ sĩ bất đắc dĩ lo lắng. Biết tin này, anh chàng cũng hiểu rằng bạn gái đang nhớ mình. Thật ra Long Nhật Nhất cũng rất nhớ Tĩnh Mỹ. Ở trường tổ chức cuộc thi Việt dã bắt buộc mỗi lớp phải có một bạn tham gia. Trong lớp, Tĩnh Mỹ đang mơ màng nghĩ về tình yêu. Nhân cơ hội này, Chi Hà và thủ hạ đã mưu kế bắt buộc Tĩnh Mỹ tham gia. Bất đắc dĩ cô nàng cũng đồng ý với thầy giáo và bắt đầu tập luyện nghiêm túc. Mặc dù không có kinh nghiệm chạy Việt dã, nhưng rất may cô nàng đã có được sự giúp đỡ của Hải Nhất. Vì giúp cô nàng có thể chiến thắng cuộc thi mà anh còn tận tâm đưa Tĩnh Mỹ đi tập chân. Vì để bảo vệ chị dâu mà Mặc Ngư và Vi Ngư đã theo dõi rất sát sao, tuy nhiên Mặc Ngư vừa nhìn thấy mỹ nữ thì đã lơ là. Đúng lúc này Long Nhật Nhất gọi điện cho Vi Ngư, thấy cảnh cô nàng đang tập luyện khiến anh rất tức giận muốn gặp bạn gái. Biết là bạn trai gọi khiến Tĩnh Mỹ rất vui, tuy nhiên anh lại ra lệnh cô không được lại gần Long Hải Nhất. Vừa nghe xong khuôn mặt nàng đã liền biến sắc. Rất nhanh cô nàng đã bình tĩnh trả lời, em đang tập luyện trong một cuộc thi ở trường, anh yên tâm em tự biết có chừng mực. Vì để giúp đại ca ở xa mà hai đệ đã không ngừng quấy rầy Hải Nhất. Mặc dù lúc tập cả hai vô cùng sợ hãi nhưng nhất quyết không từ bỏ. Ngày diễn ra cuộc thi cả trường vô cùng sôi nổi. Mặc dù không có người yêu bên cạnh nhưng được sự quan tâm của hai đệ cũng khiến cô nàng cảm thấy rất vui. Nhờ có sự tập luyện kỹ càng nên rất nhanh Tĩnh Mỹ đã bước lên dẫn đầu. Thủ hạ của Chi Hà đã xuất hiện ở đường đua trên núi, động tay động chân vào bảng chỉ đường để Tĩnh Mỹ chạy vào đường khác. Càng đi sâu vào đường núi cô nàng càng cảm thấy không đúng. Lúc này trời lại đổ cơn mưa nên nàng quyết định ngồi nghỉ dưới gốc cây. Không thấy ai đuổi theo sau mình khiến cô nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đến lúc tạnh mưa thì cô nàng mới nhận ra bản thân đã bị lạc. Cô nàng định gọi cho Vi Ngư đang dò sóng thì nàng vô tình lại bị trẹo chân. Xui hơn nữa là cô nàng bị ngã khiến điện thoại không thể mở nguồn được. Bên này Long Nhật Nhất biết thì đã từ bỏ buổi dạ hội tức tốc về nước. Cuộc thi kết thúc đã lâu mà vẫn chưa thấy Tĩnh Mỹ nên Hải Nhất rất sốt ruột. Chi Hà đạt được mục đích thì vô cùng vui mừng, tuy nhiên cô lại cảm thấy ghen tị khi Hải Nhất vội vàng đi tìm Tĩnh Mỹ. Hải Nhất quan sát một hồi đã phát hiện biển chỉ đường đã bị động tay động chân. Anh rất thông minh mà đi vào đường mòn Tĩnh Mỹ đã đi lạc trước đó. Anh Mỹ thương tích đầy mình cố lết đi từng bước để tìm kiếm sự giúp đỡ. Lúc này cô nàng chỉ ước có Long Nhật Nhất ở đây thì tốt biết mấy. Đêm đã khuya, tiếng kêu cứu của nàng cũng trở nên yếu ớt hơn. Đúng lúc cô nàng cảm thấy tuyệt vọng thì Hải Nhất đã xuất hiện. Tuy nhiên vì quá nhung nhớ người yêu mà cô nàng lại nhìn nhầm thành Long Nhật Nhất rồi ngất đi. Đêm hôm đó cả hai chỉ đành đốt lửa qua đêm ở trong rừng. Lúc Tĩnh Mỹ tỉnh lại mới nhận ra người ngồi cạnh mình là Long Hải Nhất. Anh chàng cũng rất ân cần xử lý vết thương cho cô nàng. Nhìn thấy anh chàng hoàn hảo trước mặt khiến Tĩnh Mỹ cảm thấy thật đau lòng, ông trời thật sự không công bằng với anh. Cô nàng cũng nói ra chuyện Long Nhật Nhất tuy hay nói năng thô lỗ nhưng lại rất quan tâm người khác. Hải Nhất vốn không so đo chuyện này, anh cảm thấy hai anh em họ đều là những người bị bỏ rơi. Long Nhất thì mẹ mất sớm mà bố liền đưa phụ nữ khác về nhà. Còn anh từ nhỏ đã bước vào một căn nhà xa lạ để sống khiến anh luôn rất cẩn trọng. Cô nàng rất kỳ vọng cả hai có thể chung sống như anh em ruột. Tuy nhiên Hải Nhất và mẹ cũng đã làm nhiều cách để rút ngắn khoảng cách nhưng không có tác dụng. Tĩnh Mỹ lại nhìn ra Long Nhất rất muốn gần gũi với mọi người nhưng tính tình hơi cố chấp. Sáng sớm hôm sau Long Nhật Nhất vừa đáp sân bay đã vội chạy đến khu rừng tìm bạn gái. Cả nhóm nhìn thấy khói nên đã vội tìm đến. Đúng lúc nhìn thấy Hải Nhất đang bế Tĩnh Mỹ khiến Long Nhật Nhất rất tức giận. Thái độ thô lỗ với anh trai khiến Tĩnh Mỹ rất khó chịu, tuy nhiên anh không nhiều lời mà bế cô nàng về nhà. Về đến nhà cả hai liền tranh cãi một trận, anh rất ghen tuông vì cô nàng đã ở cùng Hải Nhất đêm qua. Thậm chí còn nói rằng anh trai luôn muốn cướp tất cả mọi thứ của mình kể cả bạn gái. Tuy nhiên Tĩnh Mỹ lại nghĩ rằng anh ghen tuông quá mức thấy không thể khai thông nên cô nàng đã đuổi chàng đi. Vừa rời khỏi nhà bạn gái anh đã vội chạy đến cảnh cáo Hải Nhất tránh xa bạn gái mình ra. Cũng vì chuyện này mà mối quan hệ của hai anh em trở nên gay gắt hơn rất nhiều. Cả trường có chuyến du lịch đến hải đảo nhưng Tĩnh Mỹ không muốn đi, thế là Chi Hà liền đâm chọt nói nhà nữ chính nghèo nên không đủ tiền. Long Nhật Nhất cũng cho rằng đây là chuyến tham quan vô vị, tuy nhiên cả hai vẫn cùng nhau xuất hiện ở bãi biển. Tĩnh Mỹ là do mẹ đăng ký giúp, còn Long Nhật Nhất đi vì muốn bảo vệ bạn gái khỏi anh trai Hải Nhất. Mọi người đến bãi biển tận hưởng kỳ nghỉ vô cùng vui vẻ. Tĩnh Mỹ đang ngồi ngắm biển cùng Băng Băng thì Hải Nhất đến rủ cùng nhau đi bơi, cô nàng vốn rất thích bơi nên liền đồng ý. Rất nhanh Long Nhật Nhất đã xuất hiện sau lưng ngăn cản. Hai anh em kéo tới kéo lui ai cũng muốn dắt cô nàng đi bơi. Thấy hai anh em họ như vậy Tĩnh Mỹ rất tức giận mà bỏ đi. Ở nhà người mẹ và cậu em trai đã bắt đầu mơ mộng, họ bắt đầu học khiêu vũ như giới thượng lưu. Dù gì thì con gái cũng đang yêu đương với đại thiếu gia nhà Long gia. Một lúc sau người mẹ liền gọi điện nhắc nhở Tĩnh Mỹ phải giữ được con rồng lớn nhà Long gia. Bà còn đặc biệt chuẩn bị một món đồ cho cô con gái. Vừa nhìn thấy bộ bikini gợi cảm đã khiến Tĩnh Mỹ sợ hãi. Hải Nhất lương thiện đã mua hết đồ thủ công mà các bạn nhỏ ở cô nhi viện làm. Vì thế trong bữa tiệc tối nay anh nhận được đặc quyền chọn bạn nhảy đầu tiên. Tĩnh Mỹ cùng Băng Băng đang chuẩn bị đến bữa tiệc thì nhìn thấy thủ hạ của Chi Hà là Đinh Đinh đang đau bụng dữ dội. Vốn rất lương thiện nên cả hai đã quyết định ra tay giúp đỡ.
Tuy nhiên dường như đây chính là kế hoạch của yêu nữ Chi Hà. Long Nhật Nhất không thấy bạn gái xuất hiện ở bữa tiệc nên đã ra ngoài đi tìm. Lúc này Hải Nhất cũng bị mời lên sân khấu để chọn bạn nhảy. Để đẩy mâu thuẫn giữa Long Thiếu và Tĩnh Mỹ lên cao trào, Chi Hà đã bày ra một kế rất thâm độc. Lúc này một thuộc hạ khác đến báo tin giả là Hải Nhất đang tìm Tĩnh Mỹ. Thế là cô nàng liền bước lên sân khấu với anh chàng, thậm chí anh còn tự tay đeo dây chuyền cho Tĩnh Mỹ trước mặt mọi người. Cả hai khiêu vũ cùng nhau khiến ai cũng bàn tán, người đã có bạn trai như Tĩnh Mỹ thật thủ đoạn. Quyến rũ đàn ông này đến đàn ông khác, đến tôi cũng cảm thấy Tĩnh Mỹ thật quá đáng với Long Nhật Nhất. Đúng lúc này Long Thiếu đáng thương cũng đã xuất hiện đẩy hai người ra. Nhìn bạn gái mình ôm ấp cùng người đàn ông khác khiến anh rất tức giận. Chi Hà cũng nhân cơ hội này mà thêm dầu vào lửa. Cô ta đã vạch trần con người thô lỗ của nữ thần Tĩnh Mỹ. Thậm chí họ còn chiếu những hình ảnh cô nàng thân thiết với Thuần Hy và Hải Nhất. Chuyện Tĩnh Mỹ thay thế con gái cấp trên của người bố để đến trường học cũng bị lộ ra. Chi Hà cũng lớn tiếng bảo Tĩnh Mỹ vào bổn thừa là vì muốn tìm đại gia. Thấy mọi chuyện đã bị lộ, lúc này Tĩnh Mỹ mới nhẹ nhàng với Long Nhật Nhất. Bây giờ đến cả Long Nhật Nhất cũng không còn tin vào lời của Tĩnh Mỹ nữa. Cô nàng đã giấu giếm rất nhiều bí mật với anh, thấy vậy cô nàng liền chạy đi. Long Nhật Nhất cũng không kìm lòng mình được mà chạy theo. Bên ngoài mưa rất to nhưng Tĩnh Mỹ rất ngang bướng không chịu về cùng Nhật Nhất. Cô cho rằng việc khiêu vũ rất bình thường, tất cả là do Nhật Nhất quá nhạy cảm. Lúc này thủy triều dâng lên nhanh chóng, Long Nhật Nhất vì quá sợ hãi nên đã rơi xuống biển. Thấy vậy Tĩnh Mỹ liền nhảy xuống cứu người, tuy nhiên cô nàng lại bị chuột rút. Rất may Hải Nhất đã xuất hiện kịp thời đưa Tĩnh Mỹ vào bờ. Trong lúc cứu Long Nhật Nhất thì Hải Nhất đã bị đuối sức và bị sóng biển cuốn đi. Cũng vì sự bướng bỉnh của nữ chính mới gây nên cơ sự này. Hai đứa cháu trai, một đứa thì đang cấp cứu, một đứa thì bị thủy triều cuốn đi, khiến ông nội rất tức giận. Tĩnh Mỹ cũng khóc lóc và nhận hết trách nhiệm về mình. Đến cả Chi Hà cũng cảm thấy bất ngờ mà đứng dậy nhận tất cả trách nhiệm về mình. Tuy nhiên tất cả đều đã bị ông nội đuổi đi hết. Tình hình của Long Nhất vẫn chưa ổn định, ông nội rất tức giận, nhất quyết phải tìm ra hung thủ. Tĩnh Mỹ về nhà khóc lóc với mẹ, nhưng tôi thật sự không thấy đáng thương. Nếu cô nghe lời Long Nhật Nhất thì đã không xảy ra chuyện lớn như thế này. Ông nội biết được về gia thế tầm thường của nhà Tĩnh Mỹ nên đã quyết định trục xuất cô ra khỏi bổn thừa. Vì cái tính cố chấp của mình nên cô nàng đến cả tư cách đến thăm bệnh cũng không có. Cô nàng lững thững ra về, lại nhớ đến Hải Nhất vì cứu họ mà giờ đây anh đã mất tích trên biển khơi. Lúc này may có nam thần Thuần Hy ở bên anh cũng nói ra tình hình của Long Nhật Nhất. Cậu ấy vẫn nằm trên giường bệnh và hôn mê bất tỉnh, bây giờ cô nàng có hối hận về thái độ của mình thì cũng đã muộn màng. Mặc dù miệng nói Thuần Hy hãy tránh xa mình để không bị liên lụy, thế nhưng nữ chính vẫn không quên xả vào lòng nam thần mà khóc. Ngày nhận quyết định thôi học cả lớp đều rất bịn dịn, Chi Hà thậm chí còn thay đổi thái độ. Tất cả lỗi lầm là của mình, tại sao cậu phải thôi học, cô nàng cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy. Lời xin lỗi của Chi Hà cũng đã xóa hết mâu thuẫn giữa họ trước đây. Những bạn học cũng lần lượt đứng lên xin lỗi cô nàng. Cô nàng cũng vô cùng cảm động mà rơi nước mắt cảm ơn vì thời gian qua mọi người đã đồng hành cùng nhau trong lớp học. Người bố cũng vì chuyện này mà đã bị giáng chức. Tất nhiên Long gia xảy ra chuyện lớn như vậy, gia đình ông cũng không thể yên ổn. Tuy nhiên hai vợ chồng vì không muốn con gái buồn nên đã giấu giếm chuyện này. Cô nàng trở về cũng e ngại nói ra chuyện có thể bản thân sẽ thôi học vì học phí quá cao. Người em trai lúc này trở về cũng nói to chuyện bố bị giáng chức. Cuối cùng họ cũng không thể giữ bí mật, em trai cũng nói ra chuyện chị gái bị đuổi học. Vì tính ương ngạnh của mình mà cô nàng đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình. Rất may là cô nàng vẫn còn có gia đình ở bên cạnh động viên tinh thần. Mặc dù có thành tích tốt nhưng nữ sinh Tĩnh Mỹ không có trường nào dám nhận. Đụng đến thế lực lớn như Long gia nên chuyện này cũng không khó hiểu. Không còn sự lựa chọn nào khác, cô nàng bắt buộc phải chuyển đến nơi khác học tập ở một trường kỹ thuật. Mặc dù ba mẹ rất lo lắng nhưng không còn cách nào khác nữa rồi. Tĩnh Mỹ sau đó đã lén đến bệnh viện muốn gặp Long Nhật Nhất. Qua lời hai đệ của anh thì cô biết được anh chàng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Trước sự thành khẩn của cô nàng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh qua cửa kính. Lúc này cô nàng cũng không còn ương ngạnh nữa mà rơi nước mắt. Nói những lời yêu thương nhưng anh đã không còn có thể lắng nghe nữa rồi. Cô nàng lúc này cũng nói ra lời xin lỗi muộn màng, không ngờ một lần nũng nịu với bạn trai lại gây ra chuyện lớn thế này. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức gì của Hải Nhất. Người mẹ ở nhà liên tục cầu nguyện chỉ mong có phép màu xảy ra. Cuối cùng cũng đến ngày Tĩnh Mỹ phải rời xa gia đình để đi đến nơi khác học tập. Nửa tháng trôi qua, cậu em trai Đống Soái trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều. Tĩnh Mỹ cũng đã dần ổn định lại cảm xúc, gương mặt cũng đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cô nàng cũng đã quen dần với nhịp sống của thành phố mới vừa đến, cô nàng cũng đã giành được học bổng. Để đỡ đần cho cha mẹ, cô nàng cũng đã kiếm công việc làm thêm ở một quán cà phê. Những người thích cô nàng đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Cô nàng cũng rất sợ Thuần Hy sẽ gặp chuyện, tuy nhiên anh chàng khẳng định mình chính là hậu thuẫn vững chắc của cô nàng. Chỉ cần cô có khó khăn gì đều có thể tìm đến anh. Cô nàng cũng dặn dò anh nếu như Long Thiếu tỉnh lại đừng nói ra tung tích của mình. Đoạn tình cảm của hai người cô nàng thật sự chưa thể nào buông bỏ được. Tình trạng sức khỏe của Long Nhật Nhất đã trở lại bình thường, tuy nhiên anh vẫn chưa thể tỉnh lại. Ông nội rất tức giận cảnh cáo bác sĩ phải tìm mọi cách để cháu trai cưng tỉnh lại. Còn về phần Hải Nhất, ông nội muốn các đội tìm kiếm trên khắp thế giới ra tay, ai tìm được cháu trai sẽ được thưởng nóng 10 triệu. Con cháu nhà họ Long dù sống hay quyên sinh cũng không để lưu lạc ra bên ngoài. Tĩnh Mỹ nhìn cặp đôi khác ân ái liền nhớ đến những kỷ niệm đẹp với Nhật Nhất, cô nàng thật sự rất nhớ và thương anh. Kim Thuần Hy đem một lọ hoa đến thăm người bạn của mình. Anh đã ngồi đó nói chuyện rất lâu, anh đã nói ra tình hình người nhà của anh, ai cũng trở nên tiểu tụy ăn uống không vô.
Tĩnh Mỹ cũng phải sống chui lủi vì là mục tiêu bị công kích, cậu hãy mở mắt ra nhìn thế giới đi, tiểu Nhật chúng tôi đều cần cậu. Trên đường đi học về, Tĩnh Mỹ bị một đám lưu manh chặn lại. Tên háo sắc tự giới thiệu mình là đại ca khu này tên Mã Văn Long. Bản mặt háo sắc của hắn ta khiến cô nàng không thể nhịn được nên đã mồi chài hắn ta cùng đồng bọn đến đoạn vắng. Ngay lúc hắn ta định ra tay mò mẫm thì cô nàng đã phản công, chỉ với vài chiêu cơ bản cô nàng đã hạ gục 4 tên lưu manh này. Mặc Ngư nằm mộng được bảo gọt 30 quả táo thì Long Nhật Nhất sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên đã gọt đến quả thứ 32 rồi mà không có động tĩnh gì khiến Vi Ngư rất mất kiên nhẫn. Thật sự lần này kỳ tích đã xảy ra, anh chàng vừa tỉnh lại đã hỏi tung tích của người bạn gái. Chuyện Tĩnh Mỹ dạy dỗ tên lưu manh được lan truyền rộng rãi, các bạn học đều nhìn cô với ánh mắt rất ngưỡng mộ. Long Nhật Nhất tỉnh lại khiến cả gia đình rất vui mừng. Nhưng khi anh hỏi đến anh trai Hải Nhất thì mặt mọi người liền biến sắc. Biết tin anh trai mất tích, anh chàng lại nhớ đến câu nói lúc anh trai cứu mình. Anh cũng thay đổi thái độ với người dì, thậm chí còn nhẹ nhàng cảm ơn món canh mà dì nấu và ăn rất ngon lành. Thuần Hy đến nhà thăm người bệnh vừa xuất viện, tuy nhiên Long Thiếu chỉ một lòng muốn biết tung tích của Tĩnh Mỹ. Tuy nhiên Thuần Hy không có ý định nói ra địa chỉ của cô nàng, vì để có thể mang lại vinh dự cho trường học mà Tĩnh Mỹ đã luyện tập kiếm đạo. Vì tin đồn khả năng võ thuật cao nên thầy đã chọn cô để bồi dưỡng. Nhờ sự huấn luyện tài giỏi và sự giỏi giang của Tĩnh Mỹ nên rất nhanh cô nàng đã vào được chung kết. Trận đấu cuối cùng vô cùng gay cấn, rất nhiều thầy cô và các bạn học của Thanh Sam đến cổ vũ cô nàng. Nửa trận đấu cô nàng phát hiện đối thủ của mình là nam nên đã bắt anh ta cởi mặt nạ. Vẫn là vẻ đẹp trai trắng trẻo đó, không ai khác người đối diện chính là Long Nhật Nhất. Hóa ra Thuần Hy cảm động trước tình yêu của Nhật Nhất nên đã đưa địa chỉ của Tĩnh Mỹ. Cả hai vừa gặp nhau đã có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng tất cả cũng không thể thốt ra thành lời. Vì không muốn làm hại anh thêm lần nào nữa nên nàng đã quyết định quay đi. Vì bị anh kéo lại nên cô nàng đã vật anh ngã xuống sàn đấu, trong lòng tôi đã không còn có anh nữa rồi. Tuy nhiên anh không bỏ cuộc mà ôm chặt lấy nàng, đừng trốn tránh anh nữa, đừng tự mình chịu hết áp lực nữa. Miệng thì luôn nói tôi không yêu anh nhưng sự nhớ nhung lâu nay khiến cô nàng không làm chủ được bản thân mà hôn lấy chàng. Nhìn nàng rời đi, anh hét lên anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dường như nàng vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh ở bãi biển, chuyện đó như một cục đá tồn tại trong lòng nàng. Để có thể theo đuổi Tĩnh Mỹ lại từ đầu nên Nhất Nhất đã chuyển trường. Vừa vào lớp anh đã dọn sạch đám nam sinh ngồi gần Tĩnh Mỹ, tất nhiên vị trí ngồi gần nàng nhất sẽ là anh. Cô nàng vì muốn trốn tránh anh nên đã đề nghị được chuyển lớp. Tuy nhiên yêu cầu nhỏ này của Tĩnh Mỹ không được thầy giáo phê duyệt. Long Nhật Nhất đến đây với mục đích làm nàng cảm động, đồng thời muốn đưa Tĩnh Mỹ trở lại quê hương. Từ ngày Long Thiếu xuất hiện, Tĩnh Mỹ không thể tập trung vào công việc. Cô nàng liên tục mắc lỗi trong công việc làm thêm, rất may là chị quản lý rất thấu hiểu mà cho phép cô nàng về nghỉ ngơi sớm. Hôm sau vì để dỗ dành cô nàng mà Long Thiếu đã gọi đầu bếp ở bổn thừa trực tiếp đến lớp nấu mì cho Tĩnh Mỹ. Mặc dù rất cảm động, tuy nhiên cô nàng vẫn cố tỏ ra là mình không cần. Dù cô nàng có nói bao nhiêu lời đắng cay thì anh chàng vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí hai người thầy cũng bị thiếu gia Long Nhất mua chuộc. Đến cả bạn học nam muốn tới hỏi bài cũng bị hai đệ của Long Nhật Nhất xua đuổi. Đuổi người này lại có người khác xuất hiện, thế là Long Nhật Nhất đã dùng cách phát thanh nhắc nhở giống được giữ khoảng cách với Tĩnh Mỹ. Bạn học rất ngưỡng mộ vì cô nàng có một người bạn trai si tình đến thế. Tuy nhiên cô nàng lại rất giận dữ mà đập bàn Tĩnh Mỹ, khẳng định mình không phải là bạn gái của Long Nhật Nhất. Vì để có thể theo dõi Tĩnh Mỹ mà ba đại thiếu gia phải ngồi một chiếc xe tồi tàn bám theo. Cô nàng thật sự rất đau buồn người mình yêu ở trước mắt mà không thể ôm lấy. Trong lúc làm việc cô nàng vô cùng đau lòng mà khóc. Cô nàng cố gắng bận rộn nhất để quên đi những nỗi đau khác. Nhìn người con gái mình yêu cực khổ, anh cũng rất đau lòng. Sáng sớm hôm sau anh chàng đã xuất hiện bên cạnh phòng của Tĩnh Mỹ. Cả hai người chính thức trở thành hàng xóm của nhau. Anh chàng thậm chí còn tự nguyện lên xe buýt đến trường cùng nàng. Chiếc xe phanh gấp khiến cô nàng sắp ngã, rất may là Long Thiếu đã kịp ôm lấy cô nàng. Thế là nàng liền nghĩ ra một kế hay ho, Tĩnh Mỹ hét lên khiến mọi người tưởng anh là kẻ biến thái và bị đuổi xuống xe. Cũng vì thế mà anh chàng đã đến lớp rất muộn, vì để thể hiện tâm ý của mình là thiếu gia đã tự mình vào bếp. Anh đã tự tay làm một chiếc bánh, thậm chí còn viết tên của nàng lên. Đúng lúc này một tiếng chuông cửa vang lên, anh chàng rất hào hứng mong chờ đó là Tĩnh Mỹ. Nhưng sau cánh cửa lại chính là ông nội khó tính. Vừa vào ông nội đã liếc ngang liếc dọc cháu trai cưng bỏ nhà đi để đến sống nơi tồi tàn thế này. Nhìn bộ dạng yếu ớt vào bếp làm bánh của cậu khiến ông nội rất tức giận. Vì không thể cưỡng ép cháu trai về nên ông quyết định thu bóp tiền. Vốn ông muốn dùng cách cắt chi phí để ép cháu trai về nhà. Nhưng ông nội không ngờ cháu trai lại vứt hết tiền và tự mình cắt thẻ tín dụng. Ông nội thậm chí còn kiểm soát cả Vi Ngư và Mặc Ngư. Ông tự tin rằng nếu không có tiền thì cháu trai sẽ sớm trở về nhà. Hai đệ vì quá chán nên đã lặn lội đường xa đến thăm lão đại, tuy nhiên ông nội đã phái người theo dõi họ. Lúc họ rời đi muốn đưa cho lão đại một ít tiền xài. Vốn định cầm lấy trang trải vài ngày nhưng cuối cùng anh lại từ chối. Long Nhật Nhất lại hóa trẻ con bám đuôi theo Tĩnh Mỹ đi làm. Nhìn thấy khách hàng liên tục sai bảo người mình yêu khiến chàng không thể ngồi yên được. Anh liền đứng dậy mắng ông ta một trận, chuyện này cũng phải đến tay chị chủ quán xử lý. Nhờ sự khuyên nhủ của người từng trải mà Long Thiếu đã bình tĩnh hơn. Ở trong lớp thấy anh chàng ghi chép bài khiến Tĩnh Mỹ rất vui. Dáng vẻ nghiêm túc của anh chàng khiến cô cảm thấy vô cùng dễ thương. Buổi tối Long Nhật Nhất dẫn Tĩnh Mỹ đến một nhà hàng sang trọng ăn tối. Đang định gọi món thì nhớ lại thẻ của mình đã bị cắt nên anh đã kiếm cớ kéo nàng rời đi. Không có tiền nhưng anh vẫn rất sĩ diện, anh nói rằng mình đã chuẩn bị một bất ngờ và đó chính là chiếc bánh ghi tên nàng mà anh đã tự tay làm. Cô nàng thật sự rất vui và thấy được sự thay đổi tích cực của anh chàng.
Khi cô nàng nếm thử miếng bánh thì nụ cười vụt tắt. Tuy bánh không được ngon nhưng cô nàng rất vui vì anh đã rất chân thành. Vốn đã rất cảm động với sự kiên trì của Long Nhật Nhất nhưng Hải Nhất tình hình chưa rõ nên cô nàng không muốn liên lụy Long Thiếu. Sáng sớm hôm sau bên ngoài đã có tiếng chửi ầm ĩ. Hóa ra anh chàng Long Thiếu không có tiền trả tiền nhà nên bị bà chủ đuổi đi. Nhìn bộ dạng của anh vô cùng đáng thương, Tĩnh Mỹ thấy vậy cũng không nỡ nên đã đưa anh vào căn phòng của mình. Anh sẽ nằm sofa còn nàng thì nằm trên gác lửng. Biết anh không có tiền nên cô nàng đã cho anh ghi nợ 500 tiền dùng gấp. Lần này tình thế đã đảo ngược, với trước kia Long Nhật Nhất sẽ trở thành đầy tớ của Tĩnh Mỹ trước khi trả hết tiền. Không còn có siêu xe nhưng anh chàng đã có chiếc xe đạp dùng để đưa đón nàng đi làm. Chiếc xe này có được là lấy tiền mượn của Tĩnh Mỹ mua, chuyện này khiến cô nàng vô cùng tức giận. Trong khi cô nàng tiết kiệm từng đồng thì anh chàng lại phung phí tiền vào những thứ không cần thiết. Nếu không sửa được tính thiếu gia phóng khoáng thì mời anh dọn đi. Thật ra anh chàng chỉ vì không muốn thấy nàng vất vả đi bộ nên mới mua xe đạp để đưa rước. Với anh đó là sự cần thiết, thế là cô nàng cũng không nỡ la mắng nữa mà ngồi sau xe anh đi về nhà. Tủ lạnh đã hết đồ ăn nên sáng hôm sau cả hai đã cùng nhau đến siêu thị mua đồ. Anh thì liên tục bỏ vào giỏ hàng còn nàng liên tục bỏ ra vì quá tốn kém. Cô nàng ưu tiên chọn những sản phẩm rẻ nhất, thậm chí giỏ hàng còn không có một miếng thịt nào. Thấy vậy anh chàng thỉnh cầu một điều nho nhỏ, anh muốn đổi ớt chuông thành thịt bò bít tết nhưng bị từ chối. Cô nàng cũng rất muốn mua nhưng thật sự ví tiền không cho phép. Về đến nhà cô tận tay đeo tạp dề cho anh khiến Long Thiếu rất vui. Đồ ăn cô nấu rất mặn nhưng anh lại ăn rất vui vẻ vì đây chính là lần đầu tiên anh được ăn cơm nàng nấu. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Long Nhật Nhất vào bếp rửa chén. Người mẹ vừa nhìn tấm hình của con trai lại vô cùng đau lòng. Một người hiểu chuyện như Hải Nhất lại chịu rất nhiều đau khổ. Long Nhật Nhất sống cùng Tĩnh Mỹ cũng đã mở mang tầm mắt. Quần áo đều phải tự giặt chứ không phải nhờ người khác. Sáng sớm Thuần Hy đã đến thăm và tặng hoa cho cô bạn Tĩnh Mỹ. Thuần Hy đúng là cậu bạn tốt của cặp đôi, biết hai người sống rất tần tiện nên anh đã chuẩn bị một thùng đồ ăn được chuyển phát nhanh. Thật ra Long Thiếu vốn nói chuyện thô lỗ, thế thôi được bạn đến thăm khiến anh cũng vui hơn rất nhiều. Trong lúc cô nàng xuống tầng mua nước uống thì hai chàng trai đã ngồi nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Thuần Hy rõ ràng hiểu chuyện hơn Long Thiếu rất nhiều. Anh đã chỉ ra phương hướng giúp Long Nhật Nhất kiếm việc làm và tất nhiên việc mà anh giỏi nhất chính là am hiểu về động cơ xe. Thuần Hy cũng khuyên nhủ Tĩnh Mỹ hãy buông bỏ quá khứ mà chấp nhận hiện tại. Cô nàng nên bỏ qua để đối diện với sự thật là nàng vô cùng yêu Long Nhật Nhất. Thuần Hy thật sự rất vĩ đại, mặc dù thích thầm Tĩnh Mỹ nhưng vẫn tìm cách giúp nàng sống hạnh phúc với Nhật Nhất. Tuy nhiên nỗi ám ảnh về hình ảnh sóng cuốn trôi Hải Nhất vẫn chưa thể mất đi, nhưng cô hứa bản thân mình sẽ vực dậy. Trở về phòng, Tĩnh Mỹ lại đứng nói chuyện với Long Nhật Nhất. Vì bất đồng quan điểm nên cả hai không có tiếng nói chung. Cả hai cùng vì chuyện của Hải Nhất mất tích mà không thể ở bên nhau. Sáng hôm sau Tĩnh Mỹ thức dậy thì nhận được giấy nhớ Long Thiếu đã ra ngoài tìm việc làm. Đã nhiều ngày trôi qua mà chưa thấy cháu trai bỏ về khiến ông nội không vui. Nhất cử nhất động của Long Nhật Nhất vẫn được thông báo đều đều. Dù cháu trai có ngủ trên sofa thì ông nội cũng nhất quyết không nhượng bộ. Tuy nhiên ông vẫn rất lo lắng cho đứa cháu ngỗ nghịch này. Tĩnh Mỹ một lần nữa lại nằm mơ về đêm định mệnh ấy. Cô nàng thật sự không thể nào tha thứ cho bản thân mình. Cô nàng đi xuống nhà thấy Long Thiếu còn ngủ say nên đã tự mình nấu ăn. Được người mình yêu chuẩn bị hộp cơm trưa nên anh rất kích động mà ôm lấy nàng. Nhờ sự hiểu biết của mình mà ở nơi làm việc Long Thiếu rất được trọng dụng. Tính tình trẻ con nên với cả trẻ con Long Thiếu cũng cảm thấy ghen tị mà trêu ghẹo. Thấy cô nàng thơm má cậu bé anh rất ghen tị, anh chỉ ước người ngồi đó chính là mình. Đội cứu hộ tìm thấy thi thể trên biển nên đã đem đi giám định, người mẹ biết chuyện rất mất bình tĩnh. Rất may lúc này bệnh viện gọi điện đến thông báo thi thể không phải là Hải Nhất, vì vậy con trai của ông vẫn có cơ hội sống sót. Hôm sau Tĩnh Mỹ đã đến tận nơi làm việc của Long Nhất đưa cơm trưa. Thấy con trai mình có người chăm sóc khiến ông bố cũng yên tâm mà về nhà. Mặc dù người bố hết lời thuyết phục, tuy nhiên ông nội vẫn một lòng không muốn nhượng bộ. Mạc Ngư và Vi Ngư không có lão đại ở bên vô cùng buồn bã, hai người chỉ biết tựa vào vai nhau mà ngắm trăng. Hôm nay là sinh nhật của Tĩnh Mỹ, cô đã nhận được lời chúc của ba mẹ và em trai khiến nàng rất vui. Tan học cô còn đợi chờ bất ngờ của Long Nhật Nhất. Vì sửa được siêu xe nên anh đã được thưởng một số tiền lớn, số tiền này anh giao toàn quyền cho cô nàng xử lý. Vốn muốn cho anh một ít tiền đi mua quần áo mới, anh ta lại từ chối và chỉ xin được chơi trò lái xe vì đã lâu anh chưa lái. Trong lúc cả hai đang mải nói chuyện thì một tên trộm đã lén lấy đi chiếc bóp tiền. Long Nhật Nhất nhìn thấy đã vội vàng đuổi theo tên trộm, đuối quá nên đã vứt bóp lại. Anh chàng cũng phát hiện hôm nay chính là sinh nhật của Tĩnh Mỹ, thế là anh đã chuẩn bị cho cô nàng một chiếc bánh. Tuy không được đẹp nhưng cả hai lại vô cùng vui vẻ. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh làm và hát sinh nhật cho người khác. Cả hai sau đó rất vui vẻ mà nắm tay nhau đi về. Tuy nhiên khi nhìn thấy người đánh đàn, cô nàng liền nhớ tới người đang mất tích là Hải Nhất. Bất giác nàng liền buông tay ra mà nói, chúng ta đừng quên rằng có một người vì chúng ta mà mất tích. Thế rồi cô nàng đã quay lưng chạy đi. Người mẹ vì thương nhớ con trai mà đã trốn vào nhà vệ sinh khóc lóc, rất may là người chồng vẫn luôn ở bên an ủi cho cô nàng. Long Nhật Nhất trở về nhà gõ cửa nhưng Tĩnh Mỹ không mở cửa cho anh vào. Long Thiếu lang thang ngoài đường gọi điện cho Thuần Hy, tôi và em ấy sắp chấm dứt rồi. Vừa cúp máy Thuần Hy tức tốc chạy đến bên cạnh Long Thiếu. Thật ra Long Thiếu cũng rất ám ảnh về hình ảnh sóng cuốn trôi anh trai, anh chỉ ước người bị sóng cuốn trôi hôm ấy là mình. Nghe đến đây Thuần Hy rất tức giận mà đẩy anh ngã. Mỗi ngày hình ảnh về đêm hôm ấy cứ ám ảnh lấy anh chàng, chỉ có lúc ở bên Tĩnh Mỹ anh mới cảm thấy bình yên. Vì để giúp đỡ bạn nên Thuần Hy đã đưa Long Nhật Nhất về nhà nói chuyện.
Vừa vào nhà anh đã ôm lấy cô mặc kệ anh có níu kéo nhưng Tĩnh Mỹ vẫn luôn nhắc về sự đăng xuất của Hải Nhất. Thấy vậy anh chàng cũng không miễn cưỡng. Nếu sự rời đi của anh khiến em vui anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, xin em đừng tự dày vào bản thân mình, tạm biệt. Ngay lúc anh chàng định rời đi thì Tĩnh Mỹ nhận được cuộc gọi Hải Nhất vẫn còn sống, cô nàng rất vui mà ôm chầm lấy anh chàng. Nhìn hai người ôm nhau thắm thiết vậy nên Thuần Hy cũng rời đi. Một cô gái tóc tai màu mè vì trốn những tên lưu manh nên đã núp vào thùng rác. Ngay khi cô nàng tưởng mình đã thoát thì bị dồn vào đường cùng. Vì món nợ của cha nuôi tam quái nên mới bị đuổi theo giáo giết, cô nàng để có thể về nhà đã tự làm mình bị thương. Về nhà vì không có tiền mua chai rượu cho bố nuôi mà cô đã bị đánh đập. Cô bé này tên là Dương Dương, buổi tối cô bé đọc những dòng thư người mẹ gửi gắm mà rơi nước mắt. Ở trong cuốn sổ cô bé vô tình nhìn thấy tấm hình mẹ chụp cùng Khiếu Khôn nhân lúc bố nuôi còn say giấc, cô bé đã bỏ nhà đi. Long Nhật Nhất và Tĩnh Mỹ cũng về đến nhà để đợi Hải Nhất. Ông nội cũng rất nóng lòng muốn gặp lại cháu trai nhưng khi nhìn thấy Tĩnh Mỹ ông nội lại nổi giận, vì thế mà cô nàng buộc phải rời đi. Lần này trở về tình cách của Hải Nhất có phần đã thay đổi. Long Thiếu cảm giác mình là người ngoài cuộc nên đã không tham gia ăn tiệc cùng mọi người. Đúng lúc này Dương Dương xông vào đòi tìm Khiếu Khôn, vừa gặp cô bé đã kêu ba ba và ôm lấy ông. Chuyện này khiến mọi người rất bất ngờ, Dương Dương đưa bằng chứng mình có được cho mọi người xem. Cô bé cũng nói ra tên mẹ mình là Triệu Lan Hy, tuy nhiên người bố lại không có ấn tượng gì về cái tên này. Ông nội vì muốn làm rõ mọi chuyện nên đã gọi con trai đến nói chuyện riêng. Tuy nhiên ông khẳng định mình không có làm chuyện này. Cô bé này có thể là con của Tô Minh, ông bạn thân của Khiếu Khôn. Ông nội quyết định tạm thời giữ Dương Dương lại với thân phận con gái nuôi nhà họ Long. Dương Dương vì đến chỗ lạ nên mãi không ngủ được, thế là cô bé liền xuống nhà uống nước. Vì máy móc hiện đại nên người quen sống khổ như cô bé không biết dùng, rất may là Hải Nhất đã tận tình chỉ dẫn. Buổi sáng mọi người cùng nhau chuẩn bị những món ăn nóng hổi. Dương Dương đã lâu không có một bữa ăn ngon như vậy nên rất vui. Đúng lúc này Long Thiếu và ông nội cũng đang lớn tiếng anh muốn đưa Tĩnh Mỹ về bổn thừa nhưng ông nội không cho phép. Ông có thể hủy bỏ hình phạt với nhà họ Trương nhưng ông nhất quyết không cho anh gặp Tĩnh Mỹ. Hai chị em Tĩnh Mỹ đang tranh giành đồ ăn, một cú tát trời giáng của cô khiến em trai chịu thua. Thấy Long Nhật Nhất xuất hiện, đống soái liền nói anh hãy dẫn chị gái rời nhà trừ hại cho dân khác. Với thái độ niềm nở lúc trước, người mẹ lại tỏ ra hơi khó tính. Anh chàng cùng cúi đầu xin lỗi cả gia đình vì những phiền phức mình gây ra. Công việc của bố và việc học của Tĩnh Mỹ anh cũng sẽ sớm lo liệu ổn thỏa. Tĩnh Mỹ cũng rất tin tưởng mà nắm tay anh để tiếp thêm động lực. Đến nhà bạn gái ăn sáng khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Trước lúc rời đi cả hai cũng ôm nhau thật hạnh phúc, sẽ không có gì có thể cản trở tình yêu đẹp của họ nữa. Khi anh chàng rời đi, cô nàng cũng nhận được thông báo đến trường bổn thừa làm thủ tục nhập học trở lại. Hải Nhất trằn trọc không ngủ được, anh nhớ đến câu nói của Long Nhật Nhất. Thứ gì anh thích tôi đều có thể nhường, tiếp theo anh lại nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ ở bên Tĩnh Mỹ. Ngay trở lại bổn thừa, Tĩnh Mỹ đã gặp được Hải Nhất, anh cũng nói ra thành ý là muốn theo đuổi Tĩnh Mỹ. Lúc này Long Nhật Nhất cũng xuất hiện trước mặt em trai, cậu ta cố tình nói ra việc quay lại bổn thừa của Tĩnh Mỹ là nhờ anh năn nỉ ông nội. Hải Nhất cũng công khai nói rằng mình sẽ theo đuổi cô bạn gái của em trai. Lần này trở về anh không muốn sống nhu nhược nữa. Vì sợ Dương Dương ở nhà chán nên dì đã dẫn cô bé đi mua sắm làm đẹp và hưởng thụ cuộc sống như tiểu thư. Trong bàn tiệc Hải Nhất gắp đồ ăn cho Dương Dương khiến cô bé rất vui. Cảm thấy bản thân mình quá dư thừa nên Long Nhật Nhất vừa ngồi vào bàn ăn đã vội đứng dậy. Lúc này Tĩnh Mỹ đang dọn dẹp nhà cửa thì nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của Hải Nhất. Vốn cô nàng muốn từ chối vì sợ bạn trai buồn, tuy nhiên Hải Nhất lại nói đây là bữa tiệc sinh nhật. Cho đến khi cô nàng đến thì phát hiện bàn tiệc chỉ có hai người. Hóa ra anh ta muốn kỷ niệm ngày mà mình đã sống lại. Thậm chí còn cho rằng ngày sinh nhật lần hai này liên quan đến Tĩnh Mỹ, anh ta cũng đặc biệt chuẩn bị một bí mật. Anh đứng lên nói ra thành ý của mình rồi vừa đàn vừa hát một bài dành tặng cho nàng, đây cũng chính là cách tỏ tình trá hình. Cảnh này cũng đã bị hai đệ của Long Nhật Nhất quay video. Lại rút kinh nghiệm lần trước, lần này biết Hải Nhất có tình ý với mình nên cô nàng rất gượng gạo, thậm chí là có chút né tránh. Cô nàng đang đi bộ về nhà thì gặp Long Nhật Nhất. Ở trên xe buýt cô nàng đã nói ra chuyện mình gặp Long Hải Nhất. Lần này sự tin tưởng của anh đều dành chọn cho cô nàng, anh tin là những chuyện em làm đều đã suy nghĩ thấu đáo. Anh cũng chắc chắn rằng trong mắt nàng chỉ có anh, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Long Thiếu. Chưa thể quen với sự có mặt của cô em gái Dương Dương, vì thế mà anh chàng luôn có thái độ không tốt với cô em. Dương Dương nhìn thấy ông nội chơi cờ vui quá nên cũng muốn đến thử sức. Ông nội cũng vô cùng cưng chiều cô cháu gái này, thậm chí còn cảm thấy tính khí của cả hai rất hợp nhau. Thế là ông nội liền sắp xếp cháu gái đến bổn thừa học dự thính. Vừa đến trường cô nàng đã trêu chọc lại anh trai, thậm chí còn nhắc khéo cẩn thận tôi mách anh yêu đương vì biết ông nội phản đối. Cô nàng đang tung tăng thì bố nuôi lại đến đòi tiền uống rượu. Lúc ông ta đang nắm chặt tay cô bé thì rất may Hải Nhất xuất hiện kịp thời. Ông ta muốn lấy 180.000 tệ tiền công nuôi cô bé. Hải Nhất chấp nhận đưa tiền với điều kiện không được bám theo Dương Dương nữa, 3 ngày sau ở địa điểm này sẽ đưa tiền cho ông ta. Trải qua chuyện này khiến Dương Dương càng có thêm hảo cảm với Hải Nhất. Buổi tối Hải Nhất lại hẹn Tĩnh Mỹ ra ngoài, vì mang ơn anh nên cô nàng cũng rất khó từ chối. Anh cũng đã kể lại chuyện mình đã sống sót thế nào trên hoang đảo. Anh chàng thậm chí còn mua một ngôi sao đặt tên Tĩnh Mỹ để dành tặng cho cô nàng, em có thể thuộc về anh chứ. Câu nói này của anh khiến cô rất bối rối. Tuy nhiên cô nàng cũng khẳng định chỉ coi anh như người anh người bạn mà thôi. Cô nàng biết rõ mình chỉ là cảm thấy có lỗi chứ không có tình cảm nam nữ với anh. Món quà anh tặng cô nàng cũng ghi nhận và trả lại, nói ra hết lòng mình khiến cô nàng cũng không nặng lòng nữa.
Cô nàng vừa đi về liền gọi điện cho bạn trai đầu máy bên kia Long Nhật Nhất bảo mình đang bận và cúp máy khiến cô nàng giận dỗi. Tĩnh Mỹ trở về nhà thì phát hiện cả nhà đang rất hưởng thụ chờ dọn cơm lên. Đi vào bếp cô nàng mới phát hiện hóa ra bạn trai mình đang đứng bếp. Đường Đường là một đại thiếu gia con nhà giàu lại có thể vì bạn gái học làm tất cả mọi thứ. Cảnh hai anh chị đùa giỡn vui vẻ cũng đã lọt vào ánh mắt của đống soái. Vì để cảm ơn Hải Nhất nên Dương Dương đã rủ anh đi nhậu. Nghe cô bé kể lại hoàn cảnh tội nghiệp khiến anh cảm thấy rất đáng thương. Mẹ vì bố dượng đánh đập đã bỏ nhà ra đi để lại cô bé bơ vơ với ông bố ghẻ. Hải Nhất cũng kể lại câu chuyện của mình, anh và Long Nhật Nhất thật ra không phải anh em ruột vì mẹ cưới ba nên anh mới được vào nhà họ Long. Cả nhà sau khi đã ăn cơm no say thì ngồi lại với nhau ăn tráng miệng. Cặp đôi tình tứ đến nỗi quên mất đang ngồi cùng trưởng bối. Bố mẹ nhìn thấy cũng cảm thấy vui vì con gái được hạnh phúc. Trải qua nhiều chuyện cùng nhau, Long Nhật Nhất đã trở nên vô cùng hiểu chuyện. Cậu biết trong khoảng thời gian lưu lạc anh trai mình đã sống rất khổ sở. Biết anh trai tìm đến bạn gái mình nhưng anh cũng không tò mò mà gây sự. Để khen thưởng cho anh Tĩnh Mỹ hôn má trái rồi má phải. Anh rất mong chờ có nụ hôn môi nhưng đã không như mong đợi. Hôm sau Dương Dương lấy thuốc cho dì thì phát hiện tờ giấy kết quả xét nghiệm của ba và Hải Nhất. Vì chuyện này mà cô nàng đã rầu rĩ suốt cả bữa ăn. Trên đường về nhà Tĩnh Mỹ lại nhìn thấy Hải Nhất đang đứng kéo đàn. Đúng lúc này thì dây đàn lại đứt, thế là anh chàng đã nhờ nàng thay dây đàn giúp mình. Đối với người chơi đàn, việc để người khác đụng vào dây đàn của mình là rất đặc biệt. Nếu đã thay dây đàn giúp thì luôn để người đó đổi giúp, nếu không lúc kéo đàn sẽ rất dễ lạc tông. Anh lại dùng cách này để tỏ tình cô nàng nhưng một lần nữa lại bị từ chối. Lần này cô nàng vẫn khẳng định mình chỉ coi anh như người bạn, người anh trai. Từ đó anh cũng kiên quyết từ bỏ việc kéo đàn. Trở về nhà anh liền bị Dương Dương dò hỏi về thân thế. Cô nàng chợt nhận ra Hải Nhất vẫn không hề hay biết anh chính là con trai ruột của Hiếu Khôn. Anh không phải là con riêng của mẹ, trong người anh đang chảy dòng máu của Long gia. Long Nhật Nhất vì để chứng minh tình yêu của mình nên đã xuống biển vì cô nàng, anh sẽ không còn sợ điều gì cả. Thấy cô nàng lo lắng cho mình khiến anh không thể kìm nổi bản thân mà ôm lấy nàng. Ông nội bắt buộc Long Nhật Nhất phải đến đón tiện nghi của tập đoàn Quách gia, tuy nhiên đến nửa đường anh đã thả cô tiểu thư xuống. Cũng vì chuyện này mà ông nội rất tức giận cháu dâu mà ông hài lòng chính là tiện nghi. Chỉ cần ông còn sống thì Tĩnh Mỹ không thể bước vào nhà. Thấy cháu trai mình si tình đến thế nên ông đã quyết định đến gặp gia đình Tĩnh Mỹ. Cả nhà đang ăn cơm thì có người đến gõ cửa. Tĩnh Mỹ vừa ra đến cửa vô cùng bất ngờ vì thấy ông nội của bạn trai đến, cả nhà rất hí hửng, nhất là người mẹ. Mọi người cứ nghĩ ông đến để nói chuyện về đám cưới của Tĩnh Mỹ và Long Nhật Nhất. Tuy nhiên ông nội lại nói sự xuất hiện của Tĩnh Mỹ sẽ làm cháu trai mình chùn bước. Ông muốn cô nàng phải rời xa cháu trai mình khiến mặt cả nhà biến sắc. Cô nàng rất đơn thuần mà trả lời mọi thứ khác mình không quan tâm, chỉ cần hai người thích nhau là đủ. Tuy nhiên ông nội lại nói cô có thể làm gì để giúp đỡ Long Nhật Nhất gánh vác sự nghiệp. Tuy nhiên cô nàng vẫn nhất quyết khẳng định bản thân sẽ không buông bỏ. Ông nội đã dùng cách đưa tờ ngân phiếu để sỉ nhục và cảnh cáo gia đình Tĩnh Mỹ. Người mẹ tuy tham tiền nhưng nhất quyết không để ông ta sỉ nhục con gái mình. Bà đã thẳng tay ném đi tờ ngân phiếu trước mặt ông già. Long Nhật Nhất không liên lạc được với Tĩnh Mỹ nên đã chạy đến nhà cô nàng. Vừa bước vào cửa thì anh chàng đã bị bố mẹ bạn gái đuổi đi. Đống soái thấy anh tội nghiệp nên đã nói hết mọi chuyện ra. Cậu cũng đưa lại tờ ngân phiếu mà ông đã đem đến trước đó. Ngàn lần anh đứng ngoài cửa cầu xin nhưng Tĩnh Mỹ không hề động lòng. Tim anh như đau đến nghẹn thở, vào ngày sinh nhật của mình thì bạn gái lại không chịu gặp mặt. Anh chỉ có một thỉnh cầu đừng rời xa anh. Được ngày nghỉ ngơi nên Hải Nhất đã dắt cô em Dương Dương ra ngoài đi chơi. Đã lâu trên gương mặt đẹp trai ấy không nở nụ cười như ngày hôm nay. Về nhà nhìn thấy ông ngoại nên Nhật Nhất vô cùng vui mừng, chuyện này lại khiến ông nội ghen tị. Dương Dương biết chuyện Hải Nhất đưa mình ra ngoài đi dạo là để tránh buổi tiệc sinh nhật của Long Nhật Nhất. Biết ông nội phân biệt đối xử nên cô nàng rất tức giận mà về nhà hỏi cho ra lẽ. Cô nàng đã vô tình nói ra chuyện Hải Nhất chính là con trai ruột của Khiếu Khôn. Chuyện này cũng khiến phía Liên gia rất tức giận, họ cho rằng chị gái mình đã rất uất ức khi trước đó kết hôn với Khiếu Khôn. Ông cũng đứng lên thừa nhận mình là cha ruột của Hải Nhất khiến anh chàng cũng vô cùng bất ngờ. Sau khi khách rời đi, ông cũng nói rõ mọi chuyện ông và Uyển Ánh yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm. Bất đắc dĩ ông đã phải kết hôn với mẹ Long Nhất với mục đích thương mại. Sau khi vợ mất, ông mới tìm được Uyển Ánh và biết được sự có mặt của con trai Hải Nhất. Tuy nhiên ông nội vì không muốn Liên gia tức giận nên đã che giấu chuyện này. Để bảo toàn vốn đầu tư của Liên gia mà ông đã cho Hải Nhất vào nhà với thân phận con ghẻ. Thấy mình đã bị lừa dối bao năm qua khiến Long Nhật Nhất rất tức giận. Hải Nhất cũng vô cùng đau lòng khi phải sống trong thân phận con ghẻ bao năm qua. Thật sự anh không biết phải đối diện với chuyện này ra sao. Năm 8 tuổi khi anh bước vào cửa thì đã bị ông nói anh chỉ là thân phận con ghẻ. Cũng vì thế anh đã sống rất dè dặt, không thể hòa nhập với Long gia. Hóa ra bao năm nay anh luôn ở nhờ trong chính căn nhà của mình. Hôm sau Long Nhật Nhất đã đến nói chuyện với bố anh, trách người bố quá nhu nhược mà không đấu tranh. Anh cũng cảm thấy Hải Nhất thật may mắn vì có cả ba và mẹ, anh thật sự là người dư thừa trong gia đình này. Anh chàng cũng vô cùng thất vọng về người ba của mình. Vì chuyện Khiếu Khôn có con trai lớn là Hải Nhất, mối quan hệ giữa Long gia và Liên gia đã rạn nứt. Nhà ngoại của Long Thiếu thật sự không thể chấp nhận chuyện cháu trai mình là con thứ. Tin tức này đã bị lan truyền trên các trang truyền thông. Là bạn gái của Long Thiếu nên Tĩnh Mỹ cũng bị các nhà phóng viên vây quanh. Rất may là Mạc Ngư và Vi Ngư đã kịp thời xuất hiện. Biết có chuyện lớn xảy ra nên cô nàng liền tìm đến anh bạn trai. Long Nhật Nhất thật sự rất buồn bã, lâu nay bản thân mình đã bị cả gia đình lừa dối.
Từ khi có sự xuất hiện của Hải Nhất, ba đã thay đổi thái độ với anh rất nhiều. Dường như chỉ có Hải Nhất mới là niềm vinh dự của ông. Anh cảm thấy vô cùng lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Lần này Tĩnh Mỹ đã bình tĩnh và quyết định kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh. Cả nhóm vừa ra ngoài thì đã bị đám phóng viên bao vây. Một người nói mẹ Nhật Nhất là kẻ thứ ba khiến anh rất kích động. Rất may Tĩnh Mỹ đã trấn an anh và đuổi đám phóng viên đi. Tĩnh Mỹ nhận thấy chuyện này không đúng, dường như có ai đang sai khiến họ để đánh vào điểm yếu của anh. Bây giờ cả ba người cũng không thể nào giúp Long Nhật Nhất được nữa. Mọi chuyện anh phải dựa vào thực lực của chính mình. Hải Nhất vừa đi làm thì nhận được cuộc gọi của Doãn Nhi, nhưng anh không nghe máy, đến cả anh cũng bị đám phóng viên làm phiền. Trở về nhà, anh liền đến hỏi ông nội tại sao phải che giấu thân phận của mình. Tuy nhiên ông nội nói anh nên an phận, không nên dòm ngó quyền thừa kế. Hải Nhất rất cứng rắn cho rằng mình cũng có quyền thừa kế. Trong giấc mơ, Long Nhật Nhất thấy anh trai đã cướp hết mọi thứ của mình, kể cả Tĩnh Mỹ và hai đệ ruột. Điều này khiến anh vô cùng sợ hãi, biết là mơ nhưng anh vẫn rơi nước mắt và luống cuống. Vì để quên đi nỗi sợ mà anh đã thức trắng 2 ngày 2 đêm để chơi game. Hai đệ vì lo lắng mà không có cách nào nên đã ngắt điện. Rất nhanh anh chàng đã chạy đến bên Tĩnh Mỹ, vừa gặp bạn gái anh đã ôm chặt lấy cô nàng. Đã 2 ngày trôi qua anh không về nhà, vì quên mang tiền nên anh không có tiền thuê khách sạn. Thấy anh chàng cực như vậy nên cô nàng đã quyết định đưa anh chàng về nhà mình. Vì mãi không ngủ được nên anh chàng đã nói bản thân mình cần một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nàng cũng chấp thuận mà nhẹ nhàng hôn lên trán chàng. Sáng sớm hôm sau, cả nhà đã phát hiện sự có mặt của Long Nhật Nhất trong nhà. Bố mẹ rất nghiêm túc mà gọi cả hai lại nói chuyện. Tuy nhiên Long Nhật Nhất khẳng định lời của ông nội không đại diện cho mình. Tình cảm anh dành cho Tĩnh Mỹ là thật lòng, cả hai cũng giải thích đêm qua giữa hai người không xảy ra chuyện gì vượt giới hạn. Nghe xong ba mẹ cũng nhẹ lòng hẳn, nhờ có sự xuất hiện của anh rể mà bữa sáng đã có thêm thịt. Biết gia đình anh đang gặp biến cố nên người bố quyết định cho anh ở lại nhà vài hôm để suy nghĩ cho kỹ. Người mẹ cũng đưa ra những lời khuyên thiết thực cho anh. Sau này Long Thiếu và Đống Soái tạm thời sẽ ở cùng một phòng. Ông nội vừa đến công ty thì đã có rất nhiều phóng viên vây quanh nhưng ông luôn giữ thái độ im lặng. Khiếu Khôn ở công ty cũng đã đề nghị ông nội đưa Hải Nhất vào hội đồng quản trị. Long Nhật Nhất ở nhà Tĩnh Mỹ vô cùng vui vẻ. Mẹ thì luôn miệng phàn nàn, chị em thì toàn trêu ghẹo nhau, hai bố con liên tục giành điều khiển tivi. Tuy ngoài miệng mọi người có vẻ không hòa thuận nhưng lại vô cùng gắn bó. Ở trong cuộc họp của hội đồng quản trị, ông nội tuyên bố người kế nhiệm sẽ không thay đổi. Tuy nhiên sự không có mặt của Long Nhật Nhất khiến các cổ đông rất phẫn nộ. Họ còn cho rằng một người không tốt nghiệp nổi thì không thể nào tiếp quản Long gia. Lúc Hải Nhất xuất hiện, các cổ đông liền đưa ra ý định cho Hải Nhất làm người kế vị. Hải Nhất cũng rất mạnh miệng nhắc khéo ông nội sẽ không có lòng tin nào. Người bố cũng đưa ra ý kiến tạm thời cho Hải Nhất vào ban giám hiệu trường bổn thừa để rèn luyện. Chuyện này cũng được đa số cổ đông đồng tình. Mặc dù ông nội đồng ý nhưng không mấy hài lòng với chuyện này. Trong khi Long Nhất đang bận yêu đương thì Hải Nhất đang cố gắng làm việc để có thể kế vị. Ông nội một lần nữa cảnh cáo Hải Nhất đừng ngốc nghé đến việc thừa kế. Hải Nhất với lòng tham của mình chỉ muốn một phần của tập đoàn thuộc về mình. Ông nội đã nhận ra ý đồ của Hải Nhất nhân lúc Tiểu Nhật không có mặt mà bước vào hội đồng quản trị dùng kế mượn gió bẻ măng. Hôm sau Hải Nhất đã kiêu ngạo đến khiêu chiến với em trai quyền thừa kế, nhất định anh sẽ cạnh tranh công bằng. Nếu em còn ăn chơi lêu lổng thì mọi thứ của Long Thị sẽ thuộc về anh, kể cả phần của em và mẹ em. Anh ta đã dùng rất nhiều lời lẽ để khiêu khích cậu em trai. Cũng may có hai đệ ngăn lại sự kích động của lão đại. Ở trong cuộc họp hội đồng lần này, Nhật Nhất đã xuất hiện. Anh chàng khẳng định mình sẽ cạnh tranh công bằng tư cách vào ban giám hiệu trường bổn thừa. Sự xuất hiện của cháu trai cưng khiến ông nội vô cùng hài lòng. Chức vị trong ban giám hiệu chỉ có một nên cả hai sẽ có cuộc đấu tranh rất khốc liệt. Đầu tiên cả hai sẽ phải tham gia cuộc thi ACC để xem ai đạt điểm cao hơn. Rất may bên cạnh Long Nhật Nhất đã có những người bạn và cô bạn gái hết lòng giúp đỡ. Để cổ vũ anh trai mà Dương Dương đã chạy đến nhảy múa, cô nàng rất muốn anh trai cả đánh bại anh trai thứ. Ở trong lớp bồi dưỡng, Long Nhật Nhất bị các bạn nữ vây quanh nên rất khó tập trung. Cũng may Tĩnh Mỹ đã mời được thầy giáo đến kèm một cho anh chàng. Long Thiếu học rất hăng say, hai đệ cũng luôn ở bên giúp anh có không gian yên tĩnh để học tập. Ở trong trường các học sinh cá biệt cũng đã học hành nghiêm túc dưới sự chỉ đạo của hai người. Dương Dương cảm thấy không ổn nên đã về báo cáo với Hải Nhất. Cô nàng lấy cuốn sách ra dò bài anh trai nhưng nội dung trong này anh đã nắm chắc trong lòng bàn tay khiến cô bé rất yên tâm. Sau bao ngày ôn thi, cuối cùng Long Nhật Nhất cũng đã trả lời đúng hết các câu hỏi ôn tập, chuyện này khiến mọi người vô cùng vui mừng. Tối hôm trước ngày thi, cô nàng đã động viên Nhật Nhất rất nhiều. Không cần biết kết quả ra sao, quá trình anh cố gắng thế nào em cũng đã thấy rõ. Cuối cùng cũng đã đến ngày song Long ra trận chiến đấu, hai người phụ nữ đứng bên ngoài đều rất mong chờ. Cuối cùng Long Thiếu cũng đã thành công đậu kỳ thi ACC. Mọi người đang ăn mừng vui vẻ thì Tĩnh Mỹ xuất hiện, sự thành công lần này thật sự cô nàng có công rất lớn. Hải Nhất cũng đã thành công đạt hạng nhất ở kỳ thi vừa rồi. Trải qua cuộc thi vừa rồi, Long Nhật Nhất nhận ra rất nhiều điều, anh cũng có thêm một tham vọng. Điều quan trọng nhất là Tĩnh Mỹ đã giúp anh khám phá ra bản thân mình. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, nói xong anh liền trao cho nàng một nụ hôn thật lãng mạn. Trong cuộc họp với ban giám hiệu, Hải Nhất đã đưa tay ra chúc mừng em trai vượt qua ải. Long Nhật Nhất cũng không còn chán ghét anh trai nữa. Anh chàng cảm ơn anh trai đã thôi thúc mình và đưa tay ra bắt lấy tay anh trai. Thấy em trai mình thay đổi tích cực như vậy, người làm anh như Hải Nhất cũng rất vui. Hiệu trưởng chúc mừng hai anh em đã vượt qua ải thứ nhất. Tiếp theo ông muốn họ mời một học giả kinh tế nổi tiếng đến đảm nhận vị trí hiệu trưởng danh dự của trường. Bên Hải Nhất đã có cô em Dương Dương đưa ra danh sách ứng cử viên sáng giá.
Bên Long Nhật Nhất cũng đã có sự hỗ trợ tận lực của bạn gái và hai đệ. Tình cờ hai anh em đã cùng nhắm đến một vị tên Tần Viễn. Dương Dương tự tin bản thân mình sẽ xử lý được Tần Viễn giúp anh trai. Hai anh em đến nhà Tần Tiễn nhưng đều không được đón tiếp giống như thiên hạ đồn đại ông vô cùng khó tính. Biết được thông tin mỗi ngày ông Tần sẽ đến phòng đánh cờ công cộng. Ngay hôm sau Bạch Kim Long đã xuất hiện ở đây, anh rất tự tin mà thách đấu ông một ván. Tuy nhiên chưa đánh ông đã biết mình thắng mà rời đi. Dương Dương vì muốn giúp Hải Nhất nên đã đến nhà thầy Tần. Cô bé mặc một bộ đồ hầu gái dễ thương, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn đấm bóp cho ông. Rất nhanh cô nàng cũng bị đuổi đi không thương tiếc. Đấu cả buổi sáng trận nào Long Thiếu cũng thua thầy Tần. Thế là anh phải đấm bóp cho ông. Đúng lúc này Tĩnh Mỹ xuất hiện muốn nói chuyện riêng với thầy Tần. Cô nàng rất chu đáo chuẩn bị phần cơm trưa cho thầy. Nhân cơ hội đó cô nàng cũng cố gắng thuyết phục thầy Tần, chưa nói hết thì thầy đã ăn xong và rời đi. Nhìn cặp đôi nữ chính và nam chính tình tứ khiến Mực Nang và Mực Lá ăn cẩu lương đến khó tiêu hóa. Thuần Hy lần này đúng là vị cứu tinh của Nhật Nhất. Tần Viễn rất ghét nợ ân tình, vừa hay ông lại nợ nhà Thuần Hy một ân tình. Chỉ cần đến nhà nói tên bố của cậu bạn ra thì ông sẽ hiểu. Anh chàng cũng rất cảm kích mà cảm ơn cậu bạn tận hai lần. Lần này thật sự Tần Viễn đã thay đổi thái độ và nói sẽ suy nghĩ thêm chuyện này, cũng khiến cả nhóm có thêm hy vọng. Tuy nhiên ngày đưa ra quyết định chính thức Tần Viễn vẫn chưa xuất hiện khiến mọi người rất sốt ruột. Hiệu trưởng cũng bắt đầu nghiêng phần thắng về Hải Nhất. Ngay lúc hiệu trưởng sắp đưa ra kết quả thì Tần Viễn xuất hiện, ông cũng rất nể phục thái độ kiên trì của Long Nhật Nhất. Lần này ông đã đồng ý đến bổn thừa làm hiệu trưởng danh dự. Mời được một thầy giáo vĩ đại như vậy nên hiệu trưởng đã tuyên bố lần này phần thắng nghiêng về Long Nhật Nhất. Lần thi đấu sau sẽ dựa vào cuộc thi chuông vàng tranh bá. Vừa thấy bạn trai đi ra, Tĩnh Mỹ đã vội chạy đến ngay khiến Hải Nhất rất hụt hẫng. Dương Dương nhìn thấy Hải Nhất khó chịu như vậy, lòng cô bé cũng không yên. Cuộc thi lần này các bạn học đều đoán thầy Hải Nhất sẽ thắng. Chuyện này cũng khiến người làm bạn gái như Tĩnh Mỹ rất khó chịu. Cuộc tuyển chọn đội viên lần này do Mực Nang và Mực Lá tuyển chọn, rất đông các bạn học đến tham gia buổi tuyển chọn này. Dương Dương nhìn thấy cảnh này cũng không thể ngồi yên được. Cô đã trói các học bá đến phòng anh trai Hải Nhất. Cách làm này của cô bé thật sự không hay ho chút nào. Tuy nhiên các học bá này thật sự đã tình nguyện đầu quân cho Hải Nhất. Long Nhật Nhất ngoài câu hỏi về xe ra thì không trả lời được câu nào cả, khiến Tĩnh Mỹ rất bất lực. Các đội viên ưu tú nhất cũng đã được chọn ra để Tĩnh Mỹ ôn bài. Thái độ của Hải Nhất với dì đã tốt hơn rất nhiều khiến bà rất vui, tuy nhiên anh lại rất thờ ơ với bố. Hải Nhất cùng Dương Dương đi chơi vui vẻ cũng đã rơi vào tầm mắt của bố nuôi. Để chuẩn bị cho cuộc thi chuông vàng, cả hai đội ôn luyện rất nhiệt huyết, hai mỹ nữ cũng sát cánh bên hai chàng mỹ nam. Cuối cùng cũng đã đến ngày tham gia cuộc thi chuông vàng tranh bá. Hai đội viên của đội Nhật Nhất lại bị trúng thực, bây giờ cả hai đều đang ở bệnh viện nên đội cần gấp hai người thay thế. Ngay phút chót Tĩnh Mỹ và Mặc Ngư đã quyết định ra tay giúp đỡ. Lượt thứ nhất đội Hải Nhất dẫn đầu rất nhanh, Tĩnh Mỹ đã đưa tỷ số về hòa. Ở lượt quyết định tỷ số đội Nhật Nhất đã thua, tuy nhiên cả đội vẫn rất vui vì họ đã cố gắng hết sức. Dương Dương và Hải Nhất cùng nhau đi ăn để chúc mừng chiến thắng. Bố nuôi của cô nàng lại tìm đến muốn đòi thêm tiền, tuy nhiên lần này anh không hề nhượng bộ. Hôm sau ông ta đã đến bổn thừa gây chuyện. Ông ta lớn tiếng nói Hải Nhất có mưu đồ bất chính với em gái ruột là Dương Dương. Long Nhật Nhất đi qua đã đá ông ta khiến ông sợ hãi mà bỏ đi. Vì kết quả chung cuộc hòa nhau nên người chiến thắng sẽ do các vị giám hiệu bầu chọn. Kết quả bỏ phiếu lại là ba đều Tiễn Ni đã từ bỏ quyền bỏ phiếu. Cô nàng thông báo một tuần sau sẽ đưa ra kết quả, cô cần phải quan sát hai ứng cử viên này. Cô gái này vốn không có thiện ý với Long Nhất vì bị anh ta bỏ rơi giữa đường. Tối hôm đó Quách Tiễn Ni đã gọi điện cho Tĩnh Mỹ. Vừa gặp cô ta đã mạnh miệng giới thiệu mình là vợ chưa cưới của Long Nhật Nhất. Cô gái này cũng thật tâm cơ, dựa vào chuyện mình có quyền bỏ phiếu mà làm càn. Cô bắt Tĩnh Mỹ phải rời xa Long Nhật Nhất, nếu không thì cô ta sẽ bỏ phiếu cho Hải Nhất. Là giúp đỡ hay trở ngại đều là do Tĩnh Mỹ lựa chọn, vì chuyện này mà cô nàng rất âu sầu. Hôm sau tin đồn Long Thiếu có vợ chưa cưới đã lan truyền khắp trường. Cô nàng vì muốn giúp anh chàng mà đã dần dần tìm cách rời xa, bắt đầu từ việc trở nên lạnh lùng với anh. Bên này Dương Dương và Hải Nhất đi chơi về vô cùng vui vẻ, ông bố nuôi cũng đi theo mà chụp hình. Lâu ngày không thấy bạn gái khiến Long Thiếu rất lo lắng. Tuy nhiên tìm đâu cũng không thấy tung tích của cô nàng. Thế là anh đã cầm bó hoa đến tận nhà nàng. Tĩnh Mỹ bước ra với vẻ mặt rất lạnh lùng, thậm chí còn nhẫn tâm vứt bó hoa đi. Cô nàng nói lời chia tay và giận dữ đẩy anh ra xa. Bố nuôi lần nữa lại đến xin tiền bịt miệng từ Hải Nhất nhưng bị từ chối. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ông ta đã tung tin đồn về mối quan hệ của hai người họ. Tuy nhiên Hải Nhất đã an ủi rằng cả hai trong sạch nên không cần phải lo lắng nhiều. Tám quái không làm gì được nên đã uy hiếp khiếu khôn. Tuy nhiên kết quả đã có Dương Dương là con gái của bạn chứ không phải của ông. Long Nhật Nhất cũng vô tình nghe được sự thật này. Ở trường Tĩnh Mỹ cũng không hề để tâm đến Long Nhật Nhất. Nhớ lại những câu nói của Tiễn Ni, cô rất đau lòng mà khóc, dù đau lòng như thế nào thì nhất định phải từ bỏ. Quách Tiễn Ni mới chính là sự lựa chọn tốt nhất của Long Thiếu. Bên này Long Nhật Nhất vô cùng đau lòng mà gọi Thuần Hy ra tâm sự. Anh kể hết mọi chuyện và cảm thấy cô nàng thật khó hiểu, rất nhanh Thuần Hy đã nhìn ra vấn đề. Anh cho rằng có thể Quách Tiễn Ni đã tác động vào Tĩnh Mỹ. Rất nhanh anh chàng đã xuất hiện trong văn phòng của Tiễn Ni. Cô ta thừa nhận mình đã bắt ép Tĩnh Mỹ rời xa anh, thậm chí còn nói rằng chỉ có bản thân mới giúp được anh. Long Nhật Nhất nghe xong khẳng định bản thân mình không cần cô giúp. Cả hai đã tranh cãi rất gay gắt, không ai chịu nhường ai. Hôm sau Tiễn Ni đến buổi triển lãm của Thuần Hy nên anh đã tới bắt chuyện. Anh ta cũng khuyên nhủ cô hãy từ bỏ tình cảm với Long Nhật Nhất và bắt tay cùng kinh doanh sẽ có lợi hơn.
cô nàng cũng rất thẳng thắn bản thân mình có thể sẽ bắt tay với Thuần Hy. Anh ấy cũng nhờ vả cô nàng chuyện bỏ phiếu cho cậu bạn nhiệt nhất. Cô nàng cảm thấy người đàn ông này thật thú vị. Cảm thấy Tĩnh Mỹ bất ổn nên hai thiếu gia nhà họ Long đã đến hỏi thăm. Tuy nhiên cô nàng chỉ ứa nước mắt mà nói rằng mình hết tình cảm với Long Nhật Nhất. Để nói ra câu này thành lời cô đã vô cùng đau đớn. Ngay lúc này hai anh em lại nhận được tin ông nội đổ bệnh nên đã vội vàng rời đi. Ông nội là người duy nhất mà Long Nhật Nhất cảm thấy gần gũi ở trong nhà. Thấy ông nằm trên giường bệnh khiến cậu chàng vô cùng lo lắng. Ban giám đốc trong công ty lần lượt rút vốn vì vậy dây chuyền vốn của Long gia đang gặp chút trục trặc. Tuy nhiên những chuyện này Long gia tạm thời vẫn chống đỡ được. Nhưng khi ông nghe tin Liên gia đã rút toàn bộ vốn thì rất sốc mà ngất xỉu. Liên gia vốn là hậu thuẫn đắc lực của Long gia nên họ mà rút vốn có khả năng Long gia sẽ sụp đổ. Cũng may trong những cấp bách thế này cả gia đình nhà họ Long rất đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn. Họ cùng nhau nắm tay hứa hẹn sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tĩnh Mỹ đọc được tin tức Long Tại Uyên là ông nội lâm bệnh cũng rất lo lắng. Cô nhấc máy gọi cho bạn trai nhưng anh đã tắt máy. Lúc đến trường thì Chi Hà đã nói Long gia đang rơi vào tình huống rất khó đỡ. Nghe vậy cô nàng liền chạy đi tìm Long Nhật Nhất. Mặc dù rất muốn đến bên cạnh anh tuy nhiên cô nàng vẫn không đủ can đảm mà bước tới. Tiện Nhi vẫn là người có thể giúp đỡ Long Nhật Nhất nhiều hơn. Tam quái hôm nay đã thành tâm đến xin lỗi Khiếu Khôn, mục đích lớn nhất hôm nay ông ta đến là đưa một tập giấy. Theo ông thì đây chính là cách bạn mình xoay vốn. Nếu như Long gia dùng được trong lúc gia cơ thất thế thì có thể liên hệ. Tuy nhiên một người mưu kế đa đoan như bố nuôi khiến Dương Dương không thể tin tưởng được. Long Nhật Nhất lâu nay đã ở bên cạnh chăm sóc và nói chuyện với ông nội rất nhiều. Anh liên tục cầu xin ông hãy tỉnh lại, từ nay về sau cháu không làm ông giận nữa. Dương Dương và Hải Nhất cũng nhìn thấy cảnh anh cầm tay ông nội. Đối với Long Nhật Nhất, ông nội vô cùng quan trọng để cho anh chàng có thể ở bên nội lâu hơn nên hai anh em đã ra về. Nhà họ Long để xoay vốn nên đã tìm đến ba quái và ông U Dương. Tuy nhiên ở trong bản hợp đồng cả hai lại đòi thêm học viện bổn thừa và tòa nhà Phúc Long. Đúng như Dương Dương suy nghĩ, ông già này không tốt đẹp gì cả. Kế hoạch lừa đảo của La Tam Quái đã bị phát hiện, nhà họ Long cũng bỏ về mà không ký hợp đồng. Băng Băng đang cùng Tĩnh Mỹ đi đến thư viện thì gặp được nhóm Bạch Kim Long. Mặc dù làm ngơ anh tuy nhiên cô vẫn nhắc nhở họ nên làm việc có suy nghĩ và cẩn thận hơn. Rất nhanh Long Thiếu đã tìm đến La Tam Quái, ông ta muốn chạy trốn nhưng đã bị Hải Nhất chặn đầu lại. Lần này chưa kịp để Nhật Nhất ra tay thì anh cả đã dạy dỗ ông ta một trận. Vì quá sợ hãi nên ông ta đã khai ra người đứng sau mọi chuyện là U Dương, một tên chủ quán cầm đồ dính vào cờ bạc. Lúc cả nhà đang hội họp thì Long Nhật Nhất cũng thông báo nên bật mí thân phận của Dương Dương. Vừa buồn nhưng cô bé cũng thầm cảm thấy vui. Không phải con nhà họ Long thì cô bé có thể đường đường chính chính thích anh Hải Nhất. Nhưng cô nàng rất băn khoăn chuyện anh ấy có thích mình hay không. Ngay lúc này thì Hải Nhất cũng xuất hiện, biết cô bé không phải em ruột nhưng anh hứa sau này vẫn sẽ nuông chiều Dương Dương. Về đến nhà cô bé cũng được đưa đến để gặp một người đàn ông. Người đàn ông trung niên đứng trước mặt chính là Tô Minh, người cha ruột của Dương Dương. Thật ra đến tận bây giờ ông mới biết là mình có một đứa con gái, cũng vì thế mà bao năm qua ông không hề tìm kiếm cô bé. Nhận được tin của người bạn, ông đã tức tốc chạy về để nhận con. Cô bé rơm rớm nước mắt kể lại chuyện bao lâu nay hai mẹ con đã sống khổ sở ra sao. Bao năm qua ông vẫn ra sức tìm kiếm mẹ của Dương Dương nhưng không thể tìm thấy được. Bây giờ ông muốn có cơ hội bù đắp cho con gái, hãy theo ông về Thụy Sĩ. Tuy nhiên cô bé vẫn cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Trước lúc rời đi Dương Dương vẫn muốn nói ra hết lòng mình với Hải Nhất. Cô nàng không muốn phải xa cách như ba mẹ đã từng. Thế là cô bé đã lấy hết dũng khí mà đứng trước mặt nói to, Hải Nhất em thích anh. Từ sau khi mẹ mất, anh chính là người khiến cô bé có cảm giác tin cậy. Hải Nhất nghe xong lại nghĩ rằng đây chính là tình cảm nhất thời của trẻ con. Anh bây giờ đã chai lì cảm xúc, anh không còn sự nhiệt huyết bắt đầu lại một mối tình. Cô bé rơi nước mắt vô cùng muốn ở bên cạnh anh, ôm anh từ sau lưng thổ lộ hết lòng mình nhưng anh vẫn từ chối mà đẩy ra. Trong đêm đó cô nàng đã xếp đồ vừa rơi nước mắt, cả hai đã từng có với nhau rất rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chỉ cần có câu anh yêu em thì chắc chắn cô nàng sẽ không bay đến Thụy Sĩ. Cô nàng vì quá đau lòng mà đã hối thúc ba ruột làm visa bay về Thụy Sĩ càng nhanh càng tốt. Ở trường Dương Dương cũng nói ra sự thật cho Long Nhất biết. Mục đích Hải Nhất tranh giành không phải vì bản thân, cái anh muốn là khích lệ tinh thần của Long Nhật Nhất. Long Thiếu cũng không muốn cô bé rời đi vì ông nội vẫn chưa tỉnh, ít ra cũng phải nói lời tạm biệt với ông nội. Vì câu nói này nên cô bé đã bình tĩnh mà suy nghĩ lại, cô bé cũng muốn có thêm cơ hội để khiến Hải Nhất thích mình. Thế là cô bé đã nói chuyện với người ba, trong lúc nhà họ Long gặp khó khăn cô bé không thể rời bỏ những người có ơn với mình được. Người bố cũng rất thấu hiểu mà đồng ý cho con gái về Thụy Sĩ sau. Cả nhà họ Long cũng rất vui mừng vì cô bé sẽ ở lại thêm một thời gian. Hôm sau lúc người ba rời đi, Dương Dương đã đưa lại cuốn nhật ký của mẹ. Cô bé cũng rất bịn rịn khi vừa gặp lại phải xa. Tình hình của ông nội trở nên nghiêm trọng, tất cả mọi người trong nhà đều vô cùng đau lòng. Biết tin bệnh tình ông nội trở nặng, Tĩnh Mỹ không còn do dự mà chạy đến bên Long Nhật Nhất. Cô hiểu rằng ông nội quan trọng với anh đến thế nào, cô nàng vừa hỏi thăm vài câu anh đã ôm chặt lấy nàng. Dường như cô chính là chỗ dựa vững chắc nhất của anh, chỉ trước mặt cô nàng anh mới có thể là chính mình. Long Nhật Nhất cũng bắt đầu biết quan tâm và hỏi han đến sức khỏe của người bố. Tuy nhiên anh vẫn chưa thể bắt tay làm hòa với Hải Nhất vì cảm thấy kỳ cục. Anh cũng nói ra nghi ngờ của mình với bạn gái. Có thể có người đứng sau giật dây hãm hại Long gia, người mà anh nghi ngờ nhất chính là người cậu Liên Thế Dư. Cô bạn gái khuyên anh hết lòng hãy cùng anh trai bắt tay để vực lại Long gia. Anh cũng đồng ý mình sẽ thử, sau đó anh đã đến nhà ông ngoại để thăm hỏi tình hình.
có vẻ thật sự người cậu Liên Thế Dư có vấn đề, vốn của vài cổ đông cũng do một tay ông ta nắm giữ. Về nhà, ba người đàn ông lại bàn bạc Long Nhật Nhất, khẳng định chuyện của Long gia có liên quan đến Liên Thế Dư. Ông ta lợi dụng vụ tranh kế vị của Hải Nhất và Nhật Nhất gây chia rẽ cổ đông. Chuyện này không nằm ngoài dự tính của Khiếu Khôn, người bố quyết định phải ra nước ngoài kêu gọi các đại cổ đông giúp đỡ. Sau khi người bố đứng dậy, Hải Nhất đã đứng lên xin lỗi vì đã có lần làm chuyện sai trái với cậu em. Long Nhật Nhất vô cùng vui mừng, anh cũng bày tỏ sự ăn năn vì trước đây đã nhiều lần làm chuyện có lỗi với anh trai. Lần này sau khi đã đối mặt, cả hai anh em đã bắt tay làm hòa, nhất định cả hai sẽ không để tập đoàn Long gia sụp đổ. Tĩnh Mỹ lại hẹn Tiện Ni ra ngoài, cô muốn nhờ Tiện Ni ra tay giúp đỡ nhà họ Long. Ngoài Long Nhật Nhất ra thì điều kiện gì cũng được. Tiện Ni cũng rất thẳng thắn, ngoài Long Nhật Nhất ra thì tôi không cần gì cả. Ông ngoại sau khi thấy thái độ của Nhất Nhất lúc ăn cơm ở nhà nên không muốn dè chừng Long gia nữa. Ông quyết định sẽ cùng con trai Thế Dư đánh Long gia khiến họ không kịp trở tay. Mục tiêu đầu tiên chính là ngôi trường bổn thừa. Ở trong buổi họp, Long Nhật Nhất đã xin rút lui, anh chàng cảm thấy anh trai Hải Nhất phù hợp vào hội đồng trường hơn mình. Đây cũng là quyết định mà anh đưa ra sau khi anh đã suy nghĩ rất kỹ. Tĩnh Mỹ cũng rất ủng hộ và tin tưởng vào những gì Long Nhật Nhất làm. Hôm sau ở bổn thừa đã xảy ra chuyện lớn, các giáo viên đều đồng loạt từ chức. Mọi người thừa biết đây là do nhà họ Liên làm. Dù gì đó cũng là gia đình bên ngoại của Nhất Nhất nên Hải Nhất không muốn cậu em nhúng tay vào. Tuy nhiên tất cả mọi người đều đồng lòng để có thể bảo vệ bổn thừa. Ở trong cuộc họp hội đồng trường, các cổ đông tranh luận rất gay gắt. Thậm chí còn cho rằng người trẻ như Hải Nhất chưa có kinh nghiệm, có thể một số cổ đông sẽ rút vốn. Thấy tình hình không ổn, Hải Nhất lấy danh dự của mình ra để đảm bảo trong vòng một tuần sẽ đưa trường về quỹ đạo cũ. Các thầy cô giáo cũng đã rời khỏi trường nên hiện tại nhóm 5 người sẽ đứng ra quản lý các lớp học. Tạm thời trường vẫn đang ở tình trạng ổn định. Tối đó Lĩnh Mỹ tới thăm ông nội của người yêu. Long Nhật Nhất đứng bên ngoài thấy vậy thì cũng nở nụ cười mãn nguyện. Cô nàng Tĩnh Mỹ ngồi bên trong tâm sự với ông nội nỗi khổ tâm của cô bấy lâu nay. Điều này đã bị Long Nhật Nhất đứng bên ngoài nghe thấy hết. Ngay khi Tĩnh Mỹ bước ra khỏi phòng, Long Nhất đã bước tới ôm bạn gái vào lòng. Lúc này hai anh em nhà Long gia đang ngồi nói chuyện trong phòng thì Thuần Hy bước vào đưa cho Hải Nhất một văn kiện. Đây là danh sách những vị giáo sư nổi tiếng họ sẽ tới bổn thừa để đàm phán vào tuần sau. Anh còn cho biết rằng chuyện này đều do một tay Tiện Nhi giúp đỡ. Phía bên ông nội lúc này bệnh tình cũng đã ổn định hơn. Hai anh em thông báo với ông nội rằng thứ hai tuần sau bổn thừa sẽ ký kết hợp đồng ACC. Ông nội gật gù khá hài lòng về hai đứa cháu trai, có vẻ mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tích cực. Phía bên kia La Tam Quái lại có một cuộc giao dịch bí ẩn với số tiền thù lao vô cùng hậu hĩnh. Ngày thứ hai cũng đã tới, hai anh em Hải Nhất và Long Nhất đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi ký kết. Cô bé Dương Dương đang đi trên đường thì thấy một người phụ nữ rất giống mẹ nên liền đi theo. Không ngờ tới nơi vắng người, cô bị vài tên đợi sẵn và có mưu đồ bắt cô bé đi. Thì ra mọi chuyện đều do tên La Tam Quái đứng sau dàn xếp nhằm đe dọa hai anh em nhà Long gia. Long Nhật Nhất lúc này cũng nhận được tin nhắn đe dọa rằng Dương Dương đã bị bắt. Họ yêu cầu anh phải đến bến cảng phía Bắc. Hải Nhất vừa đến cũng đã nhận được tin này, nhưng địa điểm hẹn của anh lại là phía bên Tây Ngạn. Không lâu sau, Long Nhất cũng đã một mình có mặt tại điểm hẹn nhưng anh đã bị đánh gục bởi một khúc gỗ to chà bá. Hải Nhất phía bên kia cũng đã đến điểm hẹn với đám người. Anh đã gặp Dương Dương cũng bị giam giữ tại đây. Họ đưa hai người lên xe chuẩn bị di chuyển nhưng may mắn Dương Dương đã tẩu thoát được và gọi điện cho Tĩnh Mỹ. Tĩnh Mỹ nhanh chóng chạy về thông báo cho phu nhân và gia đình anh biết chuyện. Ngay sau đó Dương Dương cũng ba chân bốn cẳng chạy về tới nơi. Sau một hồi phân tích sự việc, cô bé liền phát hiện ra bố nuôi mình là người đứng sau mọi chuyện. Lúc này La Tam Quái cũng gọi điện tới uy hiếp bắt phu nhân phải chọn một trong hai người con trai yêu quý của bà. Đứng trước sự đe dọa tính mạng của hai người con trai, bà Long vô cùng lo lắng. Tại trường bổn thừa, Tĩnh Mỹ và Tiện Ni đang đứng ra lo liệu cho buổi ký kết. Tiện Ni biết tin hai anh em Long Nhất đang gặp nguy hiểm nhưng cô vẫn phải cố giữ sự bình tĩnh. Cô đã đứng ra thay mặt toàn trường trực tiếp ký kết với ACC. Hai anh em Hải Nhất và Long Nhất lúc này cũng biết được La Tam Quái bị kẻ khác sai khiến làm chuyện này, âu cũng là vì tiền. Hải Nhất thông minh đưa ra kèo giao dịch với số tiền gấp đôi hắn nhận được khiến Tam Quái cũng phải đắn đo. Vậy nhưng phía bên kia được nước làm tới, họ muốn Tam Quái diệt khẩu hai anh em nhà Long ra thì mới trả hết thù lao. Tam Quái cũng ham tiền thật nhưng hắn cũng không đến nỗi tàn nhẫn như vậy. Long Nhất biết rằng bọn họ sắp phải đi gặp Diêm Vương thì lúc này anh cũng đã xuống nước gọi Hải Nhất là anh trai khiến anh rất vui. Hai người tâm sự những chuyện trên trời dưới biển. Long Nhất hỏi anh trai chuyện anh tranh quyền thừa kế có phải vì mục đích khiêu khích ý chí của mình lên đúng không? Mặc dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi lông nách nhưng hai anh em vẫn trêu chọc nhau trông rất vui vẻ. Lúc này ba người Tĩnh Mỹ đã lái xe tìm đến nơi hai anh em bị bắt nhưng nơi này đã sớm không còn ai nữa rồi. Dương Dương lục lại trí nhớ nhưng chỉ biết rằng Hải Nhất bị đưa lên chiếc xe màu trắng, còn biển số thì cô không nhớ rõ. Cô chỉ nhớ số ở giữa là số 9 và số cuối cùng là số 7. Tĩnh Mỹ thông báo về cho hai đệ ở nhà tìm kiếm thông tin chiếc xe. Lúc này Thế Dư đã có mặt tại nơi hai anh em bị giam giữ. Ông ta lên mặt nói rằng đừng mong chờ gì vào ông nội và ông ngoại của hai người. Hai lão già đó chuyên phá hoại chuyện tốt của ta nên nhân cơ hội này ta sẽ diệt trừ người thừa kế Long gia, khiến cho dòng họ nhà người tán ra bại sản, hắn mới hả hê. Long Nhật Nhất tức người lên tiếng muốn chiến đấu với ông cậu này một trận cho ra ngô ra khoai. Tại bổn thừa lúc này buổi ký kết đã được Tiện Ni điều hành thành công tốt đẹp và chính thức gia nhập hệ thống ACC. Tên cậu Thế Dư đúng là chẳng ra quần què gì. Hắn bắt hai đứa cháu họ Long tự đấu đá lẫn nhau còn hắn đứng ngoài xem trò vui. Vậy nhưng hai anh em Hải Nhất và Long Nhất đâu có chịu thua, nhất quyết đứng lên chống trả. Tên Tam Quái đứng ngoài thấy trận chiến ác liệt cũng cong mông bỏ chạy.
Bên Tĩnh Mỹ sau một hồi thì cũng tìm được vị trí của chiếc xe van và nhanh chóng đến nó. Sau một hồi đấu chiến cực nhiệt giữa hai bên thì cũng đã tới hồi kết, tất cả ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi cho hồi sức. Hai anh em họ Long cũng thương tích đầy mình, ngồi tựa vào nhau thở không ra hơi. Tên cậu Thế Dư lúc này mới ra mặt chuẩn bị tiễn hai anh em về đoàn tụ với các cụ. Trong giây phút nguy cấp, thật may nhóm của Tĩnh Mỹ và các bạn học đã xuất hiện kịp thời giải cứu hai người. Ba mẹ ngồi nhà nhận được tin hai đứa con đã được giải cứu an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhóm cái cũng tới vài năm sau. Tĩnh Mỹ lúc này đã trở thành một đạo diễn trẻ xuất sắc. Chi Hà cũng là một cô nàng diễn viên nổi tiếng và Băng Băng giờ cũng là một nhà sản xuất phim tài giỏi. Cô nàng Tĩnh Mỹ đã sản xuất một bộ phim đầu tay và nhận được sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Cả nhà họ Long và ông nội đánh dàn siêu xe đi tới phim trường chúc mừng cô cháu dâu Tĩnh Mỹ. Ông nội bây giờ có thiện cảm với cô nàng khá nhiều và đích thân bảo Tĩnh Mỹ đưa mình đi xem. Ngày hôm nay nhân lúc mọi người đều có mặt đông đủ, Long Nhất tranh thủ cầu hôn Tĩnh Mỹ. Anh nói rằng Long Nhật nhất anh sẽ làm đầy tớ cho Tĩnh Mỹ cả đời. Em có bằng lòng làm vợ anh không? Cả nhà và bạn bè đồng nghiệp đứng ngoài đều hô to cổ vũ bằng lòng bằng lòng. Cuối cùng cô nàng Tĩnh Mỹ cũng đã đồng ý và Long Nhất đeo nhẫn cho cô. Mọi người hò reo hôn đi hôn đi. Vậy là trải qua bao nhiêu thăng trầm của tuổi trẻ, cuối cùng họ cũng được hôn nhau một cách công khai. Đúng là một câu chuyện tình cảm động. Họ đã cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn và vất vả nhất của tuổi trẻ. Bây giờ cũng đã đến ngày cặp đôi được hưởng trái ngọt. Long Nhật Nhất và Tĩnh Mỹ cùng nhau chơi đùa trên ngọn đồi. Long Nhất hét lớn Trương Tĩnh Mỹ, anh yêu em. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.